tạo nên một kiến tạo của Nhật Bản ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Hà có nhận được cái liên lạc từ phía anh Bình và bên Alpha Book á, thì cũng rất là vui, bởi vì là Hà với anh Bình thì có cái cộng tác ở trong cái phần ABG. Anh Bình thì là viện trưởng viện ABG, còn Hà thì cũng xin được đại diện ABG bên Nhật, và cũng như anh Bình lúc nói chuyện lúc nãy á, là cũng có cái dịp đi làm việc với anh Bình trong các cái viện lãnh đạo, ví dụ như đi thăm viện Matsushita bên này chẳng hạn, thì cũng trao đổi rất là nhiều. Đối với cái chủ đề ngày hôm nay thì phải nói là Hà rất là vui và xin được lắng nghe là chính á, bởi vì chúng ta đã có chị Giang ở đây là người đã dịch thuật cái quyển bên Phúc Ông Tự Truyện, là một trong những nhân vật là Kurosawa thì mọi người đã biết rồi. Chút nữa thì chị Giang sẽ nói chuyện sâu hơn rất là nhiều. Hà rất là mong nghe được những cái câu chuyện như vậy. Thì cái chủ đề về canh gọi là canh tân minh chị ấy, rất tuyệt vời, và chúng ta nó có nhiều cái góc nhìn á. Đấy thì cũng cũng rất là mong nghe được những câu chuyện từ từ phía Việt Nam hay dịch những cái phần đó, còn những cái lát cắt khác nữa thì Hà cũng sẽ xin được một vài ý kiến sau này. Nên xin được cảm ơn Cảm anh ơn Bình. Hà. Tiếp theo Giang, em giới thiệu một chút về mình, về cái quá trình nghiên cứu của em về câu chuyện về Fukuzawa Kichi. Mời Giang. Dạ vâng, xin chào các anh các chị ạ. Vâng, chào anh Bình và chào chị Hà. Vâng, trước hết là rất là cảm ơn bên vâng, thì anh Bình Facebook đã có một cái tổ chức một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ạ. Rất là đầm ấm ạ. Vâng, thế thì em cũng xin giới thiệu qua một chút về mình, thì anh Bình cũng đã giới thiệu giúp rồi ạ. Thì năm 2001 đúng không ạ? Thì anh Bình đã lập một cái nhóm nhóm dịch trẻ. Vâng, mà khi đó thì em cũng đang học và đang nghiên cứu sinh ở Nhật, và cũng rất là quan tâm đến cái thời kỳ Minh trị của Nhật Bản, mặc dù là cái đề tài nghiên cứu là một đề tài khác ạ. Thế nhưng mà khi mà gì ạ, khi mà đọc về Minh trị Duy Tân thì em cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái nét tương đồng với Việt Nam vào cái thời kỳ đó. Phải nói thật là như vậy, bởi vì mặc dù là cách nhau 100 năm, nhưng mà khi đọc Fuzao Kichi hoặc là đọc những cái nhà tư tưởng khác của Nhật Bản thời Minh trị thì thấy rất nhiều những cái điểm tương đồng, và đặc biệt là những thế hệ mà những người mà rất là nhiệt huyết như anh Bình đúng không, thì thấy có rất nhiều những điểm tương đồng với các cái chiến sĩ cũng như là các cái mà những cái nhà hoạt động xã hội của Minh trị Duy Tân vào cái thời kỳ đó rất là nhiệt huyết để là tìm làm sao mà tìm ra được một cái đường hướng phát triển cho đất nước mình ạ. Vâng, và vì vậy thì em cũng đã dịch cái cuốn Phúc Ông Tự Truyện, và thấy là thực sự là một cái cuốn truyện, một cái cuốn sách lịch sử rất là thú vị ạ. Vâng, nếu mà mọi người mà đọc về lịch sử Nhật Bản, một cái cuốn sách nghiên cứu thì nó rất là khó hiểu ạ. Thế nhưng mà nếu mà mọi người đọc cái cuốn tự truyện thì thấy rằng là nó giống, đúng là giống như một câu chuyện mà nó rất là gần gũi, đúng không ạ, mà nó rất là dễ hiểu. Vâng, và đọc xong cái cuốn đó thì có lẽ là mọi người cũng sẽ hiểu được một cái phần rất lớn về một cái thời kỳ biến động mạnh mẽ của Nhật Bản vào cuối thời kỳ Edo và đầu thời kỳ Minh trị ạ. Vâng ạ, xin hết ạ. Cảm ơn Giang. Cũng phải nói thêm, hiện nay Giang là phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên của khoa Đông Phương học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giang mà tiếp tục nghiên cứu nhiều về Phật giáo. Gần đây hình như anh không biết là Giang còn xuất bản cái gì nữa, nhưng gần đây ở Anpa anh nhớ là về Phật giáo ở Nhật Bản và nhiều công trình khác. Cũng nói thêm, bản thân tôi cũng tò mò, trước đấy cũng rất là tò mò về câu chuyện về cách tân minh trị của Nhật Bản năm 2001. Trước khi tôi lập Alpha, Alpha mới lập là năm 2004, 2005 thôi. Nhưng từ 2001 thì hai anh em đã gặp nhau qua mạng rồi, qua các cái forum mà trao đổi. Thì tôi rất là tò mò về Fukuzawa, bởi vì thông tin về ông ý về cách tân minh trị ở Việt Nam thì khá là ít ỏi. Thế nhưng mà nhờ cái cuốn sách, mà đấy cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên của Alpha, các bạn ạ, chúng tôi nhớ là mình sẽ xuất bản đâu đó vào khoảng đầu năm 2005. Khi đó chúng tôi ra mắt ở quán cà phê sách Intello mà của bạn Đỗ Lê Thu Ngọc, trước đây học ở Harvard về mà bây giờ đang sống ở ở Anh. Lần đầu tiên hôm đó tôi cũng gặp giáo sư Trương Thâu, và rồi hôm đấy ông Giang không có ở ở Hà Nội cơ. Bạn Giang hình như anh nhớ là vẫn đang ở bên Nhật. Thì đó là một cái hành trình bắt đầu cho cái quá trình tìm hiểu của tôi đối với giai đoạn Minh trị Nhật Bản. Và sau này đi Nhật nhiều lần thì tôi đã đến thăm mộ của Fukuzawa Yukichi, đến thăm bảo tàng những người anh hùng của Nhật Bản cái thời Minh trị. Tôi đi thăm đến nỗi là 7 cái ngôi mộ của Shogun tướng quân, Shogun hình như có 15 người ấy, tôi đi thăm mất 7 mộ, cũng tình cờ thôi, cũng không phải là cố gắng gì đâu, nhưng mà cuộc đời mình cứ cứ run rủi, nó cứ đẩy mình đi. Có những lần mà đang đêm ở Tokyo, tôi đi về cái ga Nippori, xong rồi đi lạc đường, đi qua một cái bãi tha ma, cái tự nhiên lại nhìn thấy trước mặt mình là mộ của cái ông Shogun cuối cùng, The Last Shogun.
Ok, bây giờ thế thì quay về câu chuyện, chúng ta sẽ nghe Giang. Giang ơi, em trình bày sơ với mọi người về cái nền tảng để có một cái khái niệm mà ban đầu. Mời Giang. Chắc là ban tổ chức share màn hình hay là share cái slide? Ok, được rồi. Chắc là phóng to từ luôn nhỉ. Chị đang hay chị đang mute chị ơi? Xin lỗi, em xem màn hình mọi người đã nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy rồi chị ơi, chị bấm vào phóng full màn hình lên đó chị. Bấm Dạ bấm full màn hình nhé Giang ạ. Vâng, anh đợi chút ạ. Em có thể như vậy. Ở chỗ show full đó chị. Vâng, anh đợi chút ạ. Này chạy lại chứ nha. vẫn nhìn phong chữ Nhật Bản. Em đang mở hơi nhiều màn hình. Ừ. Đợi chút nhé. Vâng. Trước cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, thì em có nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của mọi người quan tâm về cái bối cảnh xã hội Nhật Bản trước khi cái cuộc Minh Trị Duy Tân diễn ra. Vâng, thế thì vì vậy em cũng chuẩn bị một cái nội dung để cho mọi người có thể hiểu một cách dễ dàng hơn ạ. Vâng, về cái đất nước Nhật Bản mà trước khi mà diễn ra cái cuộc Minh Trị Duy Tân như thế nào. Và thông qua đây thì em hy vọng là mọi người cũng có thể hiểu được là tại sao Nhật Bản lại có thể thực hiện thành công, tạm thời có thể nói là thành công ạ. Vâng, cái cuộc Minh Trị Duy Tân ạ. Vâng, thế thì thường ấy, thông thường ấy, cách nhìn nhận của mọi người mà không có cái dịp ấy, có cái cơ hội mà học về Nhật Bản hoặc là nghiên cứu sâu về Nhật Bản thì thường sẽ gì ạ? Sẽ cho rằng ấy là cái nước Nhật Bản ấy thì đúng không? Trước Minh Trị Duy Tân ấy nó xuất phát từ con số 0, từ một cái xã hội lạc hậu ở phương Đông đúng không ạ? Một cái xã hội châu Á rất là lạc hậu. Hoặc là cái cội nguồn của sự phát triển của Nhật Bản hiện nay ấy thì nói chung ấy đa phần là mọi người cho rằng là bắt đầu từ cuộc Minh Trị Duy Tân đúng không ạ? Vâng, đúng không ạ? Vâng, thế vâng bởi vì là gì ạ? Bởi vì là thực ra cái nhận thức này nó liên quan đến những cái gì ạ? Những cái nghiên cứu của người phương Tây, của người Mỹ về Nhật Bản và họ rất là quan tâm đến cái cuộc Minh Trị Duy Tân này và họ cho rằng đây là một cái điểm sáng trong cái lịch sử Nhật Bản và từ cái gì ạ? Cái cuộc Minh Trị Duy Tân ấy, cái lịch sử Nhật Bản là một cái màn tối tăm của một cái gì ạ? Của một cái xã hội phong kiến, của một cái xã hội lạc hậu. Em nghĩ là như vậy ạ. Vâng, có thể là có anh chị không được xong nghĩ như vậy nhưng mà em nghĩ rằng là đa phần ấy mọi người mà không không có cái cơ hội mà học sâu về Nhật Bản thì thường là nghĩ như vậy. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì không phải là như vậy ạ. Vâng. Và vậy thì Minh Trị Duy Tân thì có phải là cái công cuộc khai hóa văn minh đầu tiên của Nhật Bản hay không? Vâng, trước cái này thì mọi người đúng không ạ? Thường thường cho rằng là bắt đầu từ Minh Trị Duy Tân thì Nhật Bản mới khai hóa văn minh, mới tiếp thu của văn minh phương Tây và mới đi theo một cái con đường phát triển để sánh vai với các cái cường quốc ở phương Tây. Thế nhưng mà thực ra trước cái cuộc Minh Trị Duy Tân này, ngay từ thế kỷ thứ 7 thì Nhật Bản dường như là đã thực hiện một cái cuộc khai hóa văn minh, đó là một cái cuộc khai hóa văn minh mà gì ạ? Mà người ta đã tiếp thu cái văn minh của người Trung Hoa, tiếp thu một cách tổng thể, một cách sâu sắc từ văn minh Trung Hoa. Ở đây thì cũng chỉ xin giới thiệu một vài cái hoạt động của cái triều đình Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7. Mà mọi người hãy nhớ đây là thế kỷ thứ 7 bởi vì nếu mà mình soi sáng vào lịch sử Việt Nam thì thế kỷ thứ 7 là cái thế kỷ mà Việt Nam vẫn còn đang nằm trong cái thời kỳ Bắc thuộc đúng không ạ? Và để mà thấy rằng là có đã từ những cái ngay từ những cái gì ạ? Những cái trang sử đầu tiên ấy nó đã có những cái sự khác biệt giữa cái lịch sử nhà Nhật Bản và lịch sử Nhật Việt Nam rồi ạ. Và thế kỷ thứ 7 thì triều đình Nhật Bản đúng không? Đã lựa chọn những cái nhân tài của đất nước để mà gửi sang Trung Hoa, gửi sang nhà Tùy, gửi sang nhà Đường
ví dụ như nhà tùy ấy, thì người ta đã thực hiện 3 đến 5 lần là đã cử sứ giả sang và sau đấy đến nhà tùy. Và nhà tùy thì người ta thống kê được khoảng 12, có những thuyết người ta cho rằng 12 chuyến đã gửi sang sứ giả sang nhà Đường, và có những thuyết họ cho rằng là có tận 22 chuyến. Và khi mà gửi sứ giả sang nhà Đường như vậy ấy, thì các cái sứ giả này ấy, họ đã học tập văn minh Trung Hoa, học tập chữ Hán, học tập các cái chế độ luật lệnh, tức là cái hệ thống pháp luật của Trung Quốc, học tập các cái kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật đúc đồng, tức là những cái kỹ thuật, những cái hệ tư tưởng mà có thể nói rằng là tiến bộ nhất cái thời bây giờ từ Trung Hoa. Có nghĩa là gì ạ? Giữa cái thời kỳ mà Việt Nam đang rơi vào cái thời và vào cái trang sử rất là tối tăm, đấy là Bắc thuộc, đúng không ạ? Thì triều đình Nhật Bản đã chủ động lựa chọn những cái nhân tài để cử sang Trung Hoa để học tập và tiếp thu của văn minh Trung Hoa. Thì đấy là những cái gì ạ? Là công cuộc văn minh đầu tiên của Nhật Bản, chứ không phải đợi đến những cái năm Minh trị thì Nhật Bản mới gọi là khai hóa văn minh đó ạ. Vâng, đấy là cái điều thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là những người mà học lịch sử Nhật Bản thì đều biết những cái điều này ạ. Vâng, và đây là một số những cái công trình kiến trúc Phật giáo thế ạ, tiêu biểu của Nhật Bản mà đã được xây dựng vào thời kỳ cổ đại. Và anh chị quý vị mà ai mà có nghiên cứu về kiến trúc cổ thì có thể thấy đây là những cái gì ạ, những cái kiệt tác, những cái công trình kiến trúc được xây dựng với cái kỹ thuật rất cao từ cái thời kỳ cổ đại của Nhật Bản. Ví dụ như là cái hệ thống đấu cùng, đúng không? Như là cái hai cái hình ở bên tay trái, hoặc là cái nhà kho, cái hệ thống nhà kho, nhà sàn trên cao, đúng không ạ? Mà hiện nay vẫn còn tồn tại ở Nara đấy ạ. Mà đã được xây dựng vào từ cái thời cổ đại của Nhật Bản ạ. Và khi mà đọc cái cuốn Vương Tự Truyện thì các anh chị cũng có thể, nếu mà đem so sánh với xã hội thời Nguyễn thì cũng có thể thấy rất nhiều những cái điểm khác biệt. Ở đây ví dụ như là về mặt chính trị thì triều đình nhà Nguyễn ấy đã thực thi cái chính sách bế quan tòa cảng một cách rất là bảo thủ ạ. Và sau đó thì chính quyền, lúc đó chính quyền của nhà Nguyễn thì chỉ có Nhất Nguyên, tức là chỉ có nhà vua đứng đầu thôi. Và từ đó thì sau đó thì cái triều đình nhà Nguyễn đã có những cái sự gọi là suy thoái nhất định và dẫn đến một cái phong trào giải phóng dân tộc, nhưng mà thiếu vắng một cái tầng lớp lãnh đạo. Thế nhưng mà ở Nhật Bản thì có thể nói rằng là mặc dù là Mạc Phủ Tokugawa đã có một thời kỳ cũng bế quan tòa cảng, nhưng mà sau trước đó, trước cái thời kỳ bế quan tòa cảng thì họ cũng đã thực hiện cái chính sách gọi là châu ấn thuyền, đúng rồi, cho phép các cái thuyền buôn sang buôn bán ở các cái nước châu Á, mà các anh chị và quý vị có thể thấy là cái sự hình thành của cái khu phố người Nhật ở Hội An, và cái di tích đó vẫn hiện nay vẫn còn, đúng không ạ? Và ở các cái nước Đông Nam Á khác, ví dụ như ở Thái Lan cũng xuất hiện những cái khu phố người Nhật như vậy. Và sau đó ấy, thì theo yêu cầu của các nước phương Tây ấy, thì Mạc Phủ đã phải ký những cái điều ước giữa các bên, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây là một cái cách đối ứng, tôi nghĩ rằng là nó rất là mềm dẻo so với cái cách mà đối ứng của nhà Nguyễn với phương Tây. Và một cái điểm thứ hai mà cái gọi là thể chế chính trị Nhật Bản lúc đó khác với cái thể chế chính trị của nhà Nguyễn của Việt Nam thời bấy giờ là ở Nhật Bản đang tồn tại một cái chính trị nhị nguyên, tức là có triều đình của các thiên hoàng và mạc phủ của các tướng quân. Và vì vậy ấy, vào cái thời kỳ Minh trị họ đã có thêm một cách lựa chọn cái người đứng đầu, và khác với cái chính quyền của nhà Nguyễn. Và về xã hội ấy, thì ở Việt Nam ấy, thì cũng có những cái sự phân biệt giữa các tầng lớp sĩ nông công thương, đúng không ạ? Nhưng nó không rõ ràng. Và điều mà tôi rất là chú ý ở đây ấy, là cái tầng lớp thương nhân ở Việt Nam không mạnh mẽ, không trở nên mạnh mẽ giống như là trong cái xã hội Nhật Bản. Có một cái điều vô cùng, và tôi nghĩ rằng là vô cùng là kỳ lạ là trong cái xã hội Nhật Bản. Bởi vì ngay từ những cái gì ạ, trong cái những cái trang sử từ cái thời trung thế khoảng thế kỷ thứ 12-13 thì người ta đã bắt đầu coi trọng cái hoạt động thương nghiệp rồi, cái hoạt động mậu dịch rồi ạ. Và đến cái thời kỳ chiến quốc khoảng thế kỷ thứ 15-16 thì cái hoạt động mậu dịch giữa Nhật Bản với Triều Tiên hoặc là với Trung Hoa đã phát triển rất rất mạnh mẽ rồi ạ.
và cái lúc đó đã có những cái nhà buôn lớn hoặc là đã hình thành những cái khu phố của những cái nhà buôn và họ đã tồn tại một cách độc lập với cả triều đình và với cả mặc phủ. Và có những cái nhà thương nhân, những cái nhà buôn mà họ đã độc quyền những cái mặt hàng nhất định, ví dụ như là những cái mặt hàng như là vũ khí chẳng hạn, đúng không ạ? Vũ khí để cung cấp cho các cái võ sĩ, cho các cái daimyo, thì đã có những cái thương lái, có những cái gọi là lái súng vào cái thời kỳ thế kỷ thứ 15-16 rồi. Và có thể thấy rằng là gì ạ? Bên cạnh những cái đẳng cấp như là võ sĩ, như nông dân, như là thợ thủ công, thì cái giai cấp thương nhân ấy là cái giai cấp, cái đẳng cấp mà đã rất phát triển ở trong cái xã hội ở Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm mà nó khá đặc biệt so với các cái xã hội ở châu Á khác. Và cũng liên quan đến cái điều đó thì cái về mặt kinh tế ấy, đúng không ạ? Thì ở Việt Nam không, thời kỳ nhà Nguyễn đến thời kỳ nhà Nguyễn cũng không coi trọng thương nghiệp. Thế nhưng mà ở Nhật Bản ấy, thì ngay từ cái thời kỳ của tướng Oda Nobunaga, tức là cái thời kỳ thế kỷ thứ 17 đấy ạ. Trước đó ạ, thế kỷ thứ 16 đúng không ạ, Oda Nobunaga, thì khi mà lần đầu tiên được tiếp xúc với cái bản đồ thế giới qua các cái nhà truyền giáo, thì ông ta đã rất ngạc nhiên, bởi vì ông ta không thể tưởng tượng, không thể ngờ được là có một cái sự tồn tại của một cái nền văn minh khác ngoài cái văn minh Trung Hoa. Trước đó thì người Nhật chỉ biết đến hai cái nền văn minh lớn, đấy là nền văn minh Tây Trúc, tức là Ấn Độ, và nền văn minh Trung Hoa. Thế nhưng khi các cái giáo sĩ phương Tây mang cái bản đồ thế giới đến Nhật Bản, thì người Nhật mới vỡ lẽ ra rằng là có một cái nền văn minh rất lớn khác ngoài văn minh Trung Hoa, và họ cần phải tiếp thu cái nền văn minh Trung Hoa đó. Và cái người đầu tiên mà đã rất là gì ạ, rất là ủng hộ, rất là hoan nghênh cái sự gì ạ, cái sự xuất hiện của các cái nhà truyền giáo phương Tây, đấy là tướng Oda Nobunaga, tức là khoảng thế kỷ thứ 16, cuối thế kỷ thứ 16 đầu thế kỷ thứ 17 ạ, 16 ạ, vâng. Và cái thời điểm đó thì Oda Nobunaga đã cho phép cái sự hoạt động tự do thương mại. Ông đã mở hết tất cả các cái cửa khẩu ở các cái địa phương của Nhật Bản, cũng như là phát triển cái hệ thống chợ búa, cũng như là cái hoạt động thông thương giữa các cái địa phương, và xây dựng nên những cái trung tâm giống như trung tâm thương nghiệp, những cái phường buôn, và đặc biệt là Osaka đã vào cái thời kỳ sau này ấy, đặc biệt là thời kỳ Edo, một cái trung tâm buôn bán sầm uất, và các cái địa phương, các cái phiên đấy ạ, các cái giống như là các địa phương, các cái tiểu quốc ấy, thì họ đều đặt những cái văn phòng đại diện ở Osaka, và họ tập trung những cái sản vật Recording in progress. Bán để mà tạo ra những cái nguồn thu nhập cho cái phiên của mình ạ. Và tôi nghĩ rằng là những cái hoạt động thương mại đó theo cái cách như vậy ấy, thì rất khó thấy ở các cái nước châu Á cùng thời kỳ, kể cả Trung Quốc. Và tôi cũng thấy một cái điều nó rất đặc biệt ở trong cái nền kinh tế của Nhật Bản, cái thời kỳ Edo. Tôi không hiểu rằng là nếu mà có các cái chuyên gia kinh tế ở đây thì cũng có thể giúp mà trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Bởi vì tôi thấy rằng ấy là từ thời Edo ấy, thì ở Nhật Bản nó đã có một cái chỗ kiểu là chế độ tỷ giá giữa tiền vàng ở cái vùng phía đông và cái tiền bạc ở cái vùng phía tây. Ở cái chế độ tỷ giá có nghĩa là sao? Tức là khởi đầu thì mặc phủ có quy định là một cái tỷ lệ đổi giữa tiền bạc và tiền vàng. Thế nhưng mà sau đó ấy, thì ông ta thì mặc phủ, những tướng quân không 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 gọi là gì ạ, không kiểm soát cái tỷ giá đó nữa, mà cho nó thì ạ, biến đổi, thay đổi tự do theo cái sự thay đổi của thị trường. Tức là ông ta để một cái chế độ tỷ giá tự do giữa tiền vàng và tiền bạc. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái điều nó khá là thú vị ở trong cái hoạt động kinh tế, cũng như là cái tư duy về quản lý kinh tế của mặc phủ Edo vào cái thời kỳ bây giờ. Và nếu mà cái suy nghĩ của tôi có một cái gì đó mà nó không phù hợp với các cái nguyên lý kinh tế thì cũng rất là mong các cái chuyên gia sẽ chỉ giúp ạ. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ là như vậy. Và mặc phủ
Edo lúc đó ấy, thì họ đã có khả năng, đủ khả năng để mua những cái vũ khí của phương Tây cũng như là tàu thuyền của phương Tây rồi ạ. Và họ sau đó thì họ đã du nhập các cái hệ thống, đúng không ạ, các cái kỹ thuật đúc súng, cái kỹ thuật ví dụ như là xây dựng thành quách của người phương Tây. Vâng, đây là những cái hoạt động thương mại mà trước thời kỳ Edo họ đã thực hiện, tức là cái hoạt động mậu dịch Nam Man, cái thời kỳ của tướng Oda Nobunaga thì đã thực hiện những cái hoạt động thương mại với người phương Tây rồi ạ. Vâng. Và về kỹ thuật ấy, thì ở Việt Nam cái thời kỳ nhà Nguyễn ấy, thì hầu như chưa biết đến cái kỹ thuật hàng hải cận đại. Thế nhưng ở Nhật Bản ấy, thì thời kỳ đó đã biết đến các cái kỹ thuật hàng hải. Và bản thân Fujiwara ấy, khi mà đi cùng với cái đoàn tàu, đúng không ạ, sang đường tàu sang phương Tây, sang Mỹ ấy, thì ông ta cũng thấy rằng đấy là một cái niềm gọi là tự hào, cảm nhận ra đấy một cái niềm tự hào với tư cách là một người Nhật, bởi vì thấy người Nhật, đúng không, có một cái kỹ thuật hàng hải rất rất là cao, không thua kém gì các cái nước phương Tây, hoặc là họ đã có thể cử cái chiến hạm sang Mỹ, đúng không ạ, năm 1858, năm 1859. Và năm 1858 thì Nhật Bản đã bắt đầu ký các cái hiệp ước với các nước phương Tây. À, thì đấy cũng là cái năm 1858 thì đúng không ạ, các quý vị và anh chị có thể thấy đấy là cái năm mà người Pháp bắt đầu nổ súng vào Đà Nẵng, đúng không ạ, và Việt Nam bắt đầu rơi vào cái ách gọi là đô hộ của người Pháp. Thì đó cũng là năm mà người Nhật đã ký các cái hiệp ước với phương Tây. Mặc dù có thể có ý kiến cho rằng là những hiệp ước đó là những hiệp ước bất bình đẳng với Nhật, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hoạt động ngoại giao của Nhật Bản vào cái thời kỳ đó, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, mà đã đạt được với những cái thỏa thuận ngoại giao với phương Tây, cũng đấy thì đấy cũng là những thành tựu rất lớn của hoạt động ngoại giao Nhật Bản rồi so với các nước trước nước châu Á cùng thời. Hay là cái hệ thống giao thông thì có thể thấy qua các cái sử liệu của Việt Nam thì không thấy những cái hoạt động mà xây dựng đường lộ hay là phát triển giao thông. Thế nhưng ở Nhật Bản ấy thì Mạc Phủ đã cho xây dựng những cái trục đường huyết mạch, đặc biệt là những cái trục đường huyết mạch giữa Kyoto và Edo, hai cái trung tâm, hai cái đô thị lớn nhất của Nhật Bản thời kỳ bấy giờ. Nó giống như là cái đường quốc lộ ngày nay ạ. Của các cái quốc gia hiện đại đấy ạ. Và ví dụ như là cái hệ thống ngũ nhai đạo, tức là năm cái con đường lớn ạ, năm cái con đường lớn, đây là cái bản đồ bằng tiếng Nhật ạ. Thế nhưng mà đây là những cái con đường lớn mà người ta gọi là năm cái con đường lớn ngũ nhai đạo của Nhật Bản đã được Mạc Phủ Edo phát triển vào cái thời kỳ này ạ. Và cái hình ảnh bên tay phải là cái hình ảnh những cái đoàn người đi trên những cái con đường đó. Và đặc biệt là cái thời Edo là cái thời kỳ mà Mạc Phủ đã thực hiện cái chế độ người ta gọi là luân phiên trình diện, Sankin Kōtai, là cái chế độ mà khoảng 2 năm một lần bắt buộc các cái daimyo, tức là các lãnh chúa các địa phương, sẽ phải lên Edo, lên Mạc Phủ để trình diện. Và mỗi một cái đoàn lãnh chúa đi như vậy ấy, thì có thể tiểu thấy hàng trăm người hoặc là có đến hàng nghìn người sẽ tùy tùng, tháp tùng, và nó đã tạo nên một cái sự thông thương giữa các cái khu vực với nhau, cũng như là cái sự phát triển của cái hệ thống giao thông của Nhật Bản lúc bấy giờ. Còn về học thuật ấy, thì có thể thấy ở Việt Nam lúc đó thì nho giáo là chủ đạo. Thế nhưng mà ở Nhật Bản ấy, cái thời kỳ Edo có thể nói đây là một cái thời kỳ giống như là gì ạ, thời kỳ bách gia tranh minh của Trung Hoa, bởi vì đã xuất hiện rất nhiều những cái nền học thuật mới bên cạnh những cái học thuật truyền thống, ví dụ như là nho giáo truyền thống hoặc là Phật giáo truyền thống, nhưng mà trên cái cơ sở là cái nguồn gốc của nho giáo thì đã xuất hiện rất nhiều những học thuật mới, những cái học phái mới, ví dụ như là cổ học, quốc học. Và ở đây ấy, thì để mà giải thích là rằng là gì ạ, tại sao Nhật Bản vào cái thời kỳ Edo các học thuật nó lại phát triển đến như vậy, là bởi vì thứ nhất ấy, là Edo là một cái thời kỳ mà hòa bình kéo dài từ khoảng 1600 đến năm 1868. Edo kéo dài trong một cái khoảng 268 năm như vậy, thời bình hoàn hòa bình thịnh trị là thứ nhất, và thứ hai là nó đã hình, tức là
hình thành, mặc dù là Mạc Phủ đúng không, các Shogun là những người mà đóng cái vai trò nắm cái thực quyền của quốc gia, bên cạnh cái sự tồn tại mang chính chất danh nghĩa của triều đình. Thế nhưng mà ở các phiên ấy, ở các địa phương ấy, thì đã hình thành nên những cái gì ạ, những cái gọi là những cái chính quyền độc lập. Tôi nghĩ là như vậy, nó giống như là cái các cái bang ở các cái liên bang, ví dụ như ở Mỹ hiện nay. Ở các cái phiên như vậy ấy, thì sẽ có daimyo, lãnh chúa đứng đầu, và lãnh chúa đó họ có quyền gì ạ, xây dựng một cái hệ thống hành chính độc lập so với Mạc Phủ. Và cái hệ thống hành chính đó ấy, nó dựa trên những cái tư tưởng khác biệt với Mạc Phủ. Cái tư tưởng này ấy là như thế nào ạ? Tức là cái tư tưởng phát triển phiên ấy, nên họ có thể họ có thể tùy chọn, họ có thể lựa chọn những cái gì ạ, những cái học giả, những cái nhà tư tưởng mà mang cái tư tưởng mà họ thấy rằng là phù hợp với cái phiên của họ, và họ sẽ gì ạ, sẽ giống như là tuyển dụng nhé, tuyển dụng hoặc là gọi là đưa mời chiêu chiêu huyền đại khách là những cái vị tư, những cái nhà tư tưởng đó về cái phiên của mình để mà gì ạ, để mà giáo dục cho con em trong cái phiên của mình. Và họ gì ạ, họ có thể chấp nhận những cái những cái luồng học thuật, những cái luồng tư tưởng mới mà nó có thể đi ngược lại với cái tư tưởng của Mạc Phủ. Và vì vậy, vì có những cái mạnh thường quân như vậy, cho nên là các cái nhà tư tưởng, các cái nhà học thuật của Nhật Bản lúc đó ấy, họ rất có cái gì ạ, có môi trường để phát triển. Và đấy cũng là một cái điều kiện nó rất thuận lợi để cho các cái học thuật, có cái ngành thuật của Việt Nhật Bản có thể phát triển. Và trong số các học thuật đó ấy, thì có một cái ngành Hà Lan học, đúng không ạ? Hà Lan học ở đây thực ra nó có rất nhiều tên khác nhau, đây là tên Dương học hoặc là tên là Tây phương học, tức là cái ngành học thuật mà gì ạ, tiếp thu cái văn minh từ phương Tây. Đặc biệt là hai cái phiên Satsuma Choshu là hai cái phiên mà sau này đã trở thành những cái lực lượng chính để tạo nên cái cuộc Minh trị Duy Tân, là hai cái phiên mà đã nhận thấy cái tính ưu việt của văn minh phương Tây, của khoa học kỹ thuật phương Tây, và thậm chí là gì ạ, họ đã có rất nhiều người của cái phiên này, họ đã gì ạ, đã theo đã có thể cải giáo từ Phật giáo, từ thần đạo sang sang Kitô giáo, để mà có thể tiếp thu được cái văn minh, được cái ngôn ngữ cũng như là cái văn minh của phương Tây, các cái khoa học kỹ thuật của phương Tây. Và mặc dù Mạc Phủ lúc bấy giờ ấy, thì thực hiện chính sách toàn quốc đóng cửa đất nước, nhưng mà tướng quân ấy đã cho gọi như là lấp biển nhỉ, lấp biển để tạo ra cái đảo gọi là đảo Dejima ở Nagasaki ở đây, và đây là một cái cửa biển, là một cái cửa ngõ duy nhất, có thể nói là duy nhất của Nhật Bản được Mạc Phủ cho phép thông thương với nước ngoài. Và ở Dejima lúc đó thì chỉ có các cái tàu thuyền thuyền buôn của Hà Lan, thuyền buôn quốc tịch Hà Lan, nhưng chị cũng không chưa chắc đã phải là của Hà Lan ạ, mà của quốc tịch Hà Lan và Trung Hoa mới có thể được vào cái cảng biển này. Và cái ngành Hà Lan học các cái các cái thư tịch cũng như là các khoa học kỹ thuật phương Tây đã được đưa vào Nhật Bản từ từ cái cửa ngõ này. Và tôi cũng nghĩ rằng cái sự hình thành của cái ngành Hà Lan học ấy ở Nhật Bản ấy cũng là một cái điều vô cùng là thú vị khi mà so sánh với cái bối cảnh, cái sự phát triển của các ngành học thuật, của cái tri thức ở Việt Nam cũng như là Trung Hoa lúc, ví dụ như là Việt Nam hoặc Trung Hoa hoặc là bán đảo Triều Tiên lúc bấy giờ. Bởi vì cùng là gì ạ, chịu những ảnh hưởng nhất định từ cái làn sóng của những cái tàu phương Tây, đúng không, của những cái nhà thuyền buôn phương Tây cũng như là các cái nhà truyền giáo phương Tây đến đất nước mình. Nhưng mà chỉ có Nhật Bản thì mới hình thành một cái ngành Hà Lan học, một cái ngành Tây Dương học, là cái ngành mà người Nhật ấy đã chủ động tiếp thu cái kiến thức từ phương Tây và từ đó để tạo nên một cái ngành học thuật mới. Và đây cũng là gì ạ, là cái ngành mà đã tạo ra những cái trí thức của Nhật Bản, là một cái động lực, một cái nguồn lực rất lớn để mà có thể thực hiện cái công cuộc Minh trị Duy Tân sau này ạ. Vâng, còn đây là những hình ảnh về gì ạ, về cái sự phát triển và giáo dục thời Edo. Và có thể thấy rằng ấy, vào thời kỳ Edo không chỉ có học thuật mà các cái hình thức giáo dục đã rất rất phát triển
Tức là trước Minh Trị ấy, thì cái hình thức giáo dục ở thời kỳ Edo đã rất phát triển, và đặc biệt là tôi cũng thấy rất thú vị với các cái hình thức giáo dục dành cho con em bình dân. Ví dụ như các loại loại trường mà người ta gọi là Theravada, tức là đợt khởi đầu nó là trường chùa, là cái trường mà do các cái vị tăng ni mở ra ở các cái ngôi làng, ngôi chùa trong làng, để mà dạy cho con em nông dân trong làng đó ở cái mức là tiểu học. Thế nhưng mà sau này ấy, thì có rất nhiều trường được mở ra không phải là bởi các tăng ni, mà các cái và bởi các những cái trí thức nho gia khác, thì người ta cũng gọi nó là Theravada. Theravada sau này đã trở thành một cái từ để chỉ các cái hệ thống trường ở cái bậc tiểu học ở các cái làng quê ở nông thôn ạ. Và cái điều này ấy đã giúp cho cái việc gọi là nâng cao dân trí của Nhật Bản, bởi vì là ở đây cũng quên không đưa cái số lượng chính xác về tỷ lệ dân số biết đọc biết viết. Thế nhưng mà đầu thời kỳ Edo đấy thì theo các cái nhà truyền giáo phương Tây thì cái tỷ lệ dân số biết đọc biết viết của Nhật Bản đã rất cao, cao thậm chí còn cao hơn cả nước Anh thời bấy giờ. Và đây về đây là trường Terakoya, và có thể thấy rằng là vào thời kỳ Edo ấy thì người ta đã thống kê đã có hơn gọi là 5.000 trường dành riêng cho nam ạ, cho các học sinh nam, cho nam giới, và hơn 8.500 trường dành cho cả nam lẫn nữ. Tức là vào đấy là vào thời Edo đấy ạ, trước khi mà diễn ra cái cuộc Minh Trị Duy Tân. Để quý vị anh và anh chị có thể thấy rằng là cái trình độ, cái sự phát triển giáo dục của Nhật Bản trước cái thời Edo, trước thời Minh Trị như thế nào. Và đây ấy, chính là những cái điều kiện, những cái tiền đề để quyết định cái sự thành công của cái công cuộc Minh Trị Duy Tân. Đấy là cái trình bày về cái phần đầu tiên ạ, là về gọi là gì ạ, những cái tiền đề xã hội, những tiền đề về chính trị, những tiền đề về khoa học kỹ thuật cũng như là giáo dục của Nhật Bản trước cái thời kỳ Minh Trị Duy Tân ạ. Tôi nghĩ rằng tôi còn còn một, có một số những cái nội dung khác muốn chia sẻ với anh chị về cái thời Minh Trị của Nhật Bản. Trong trong cái sự so sánh với Việt Nam, giữa cái hoặc là so sánh giữa tư tưởng của Fudai Kichi và Phan Bội Châu. Thế nhưng mà có lẽ tôi nghĩ rằng là cái phần đầu này nó đã chiếm thời gian khá nhiều rồi ạ. Nên tôi xin tạm vâng dừng lại. Giang dừng ở đây à? Giang ơi, em dừng ở đây à? Giang. Em tạm được không hay là em tiếp tục Đây ạ? được, được, được. Vì Ok. sợ là hơi dài ạ. Đây Vâng. đây đây. Xong rồi mình Dạ. sẽ phân tích tiếp. Thưa vị các bạn. Hôm nay các bạn vừa 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 thấy chị Phạm Thu Giang có trình bày cái những yếu tố tiền đề cho quá trình cải cách của thời Minh Trị. Nhiều năm trước đây chúng ta đều nghĩ rằng Minh Trị nó ào một cái, và thậm chí nhiều người nghĩ rằng là thôi ông vua Minh Trị 15 tuổi 17 tuổi lên ngôi xong ông quyết một phát thế là đất nước của Nhật nó thay đổi. Nó không phải như vậy. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rất đơn giản hơn nữa là đấy, ông vua ủng hộ rồi thế này, thì tất nhiên là tôi nói ví dụ là như vậy, nhưng chúng ta sẽ nhìn được cả một cái hành trình, ngay cả bản thân chỗ những cái nội dung của Giang thuyết trình ấy nó cũng rất hữu ích với cả tôi. Bản thân tôi không có nhiều kiến thức về hiểu về cái giai đoạn mà tiền Edo với cũng như là cái thời kỳ Minh Trị, nhưng tôi nhận thấy ở mấy điểm gần đây tôi đi Nhật Bản khá nhiều và tôi có đến thăm một cái nơi đấy gọi là Bảo tàng Minh Trị. Thực ra bảo tàng Minh Trị nó không phải là bảo tàng mà nó là một cái như một cái công viên, như một cái khu tưởng niệm, như một cái khu di tích, nó do tư nhân lập ra, rộng khoảng 200, 300 hay 500 hecta, mênh mông. Một cái ông chủ tịch một cái hãng đường sắt bỏ tiền ra mua các nhà cửa, mua mọi thứ mua vào. Tôi vào tôi thấy ngạc nhiên quá, thời năm 1860 đến 1880 hay 1900 mà đã hiện đại như thế rồi thì thấy rất tuyệt vời. Nó đã hơn hẳn so với chúng ta, chứ không phải chỉ thần tí là giống với cả ở Việt Nam. Điểm thứ hai tôi học được ở đây đấy là thuyết minh giải thích của Giang nó lý giải rất rõ cái cội nguồn của sự phát triển, bao gồm có việc học tập văn hóa của Trung Hoa từ những thế kỷ thứ 7, thứ 8 mà chúng ta chưa có. Tôi cũng tự biết được là người Nhật Bản đã nghĩ ra cái chữ viết của Nhật Bản thế kỷ thứ 8, nhưng tôi chưa hiểu vì sao mà lại có thể là hình thành, thì bây giờ nó giải thích dễ hơn. Thứ hai tôi cũng hiểu thêm về cấu trúc xã hội Nhật Bản khác gì với Việt Nam, trong đó có một điểm nhấn mạnh đấy là coi trọng thương nghiệp.
Đất nước nó phải giàu có, còn chúng ta thì ngày xưa coi sĩ nông công thương là thương mại không giàu có đấy, không không phải không giàu có mà những người thương mại thì không được coi trọng. Kể cả bây giờ sau này thời bao cấp cũng coi những cái người mà buôn bán thứ không được coi trọng, cho nên là chúng ta sẽ không có tiền, không có đủ nguồn lực. Thứ ba mà tôi thấy khác biệt nữa đấy chính là khoa học công nghệ. Khi tôi sang tôi mới nhìn thấy cái công nghệ ở Nhật Bản, ví dụ như sách giáo khoa này, máy in này, đầu máy xe lửa hay như là những cái máy dệt của nó thật kinh khủng. Mà đấy là những năm 1860-1900 á, chứ không phải như là sau này. Và tỷ lệ dân biết chữ, biết đọc rất là cao vì nhờ có chữ viết, rồi nhờ có chữ viết mà tôn giáo và học thuật phát triển. Tôn giáo và học thuật phát triển nó tạo ra cái sự bao dung của Nhật Bản, cho phép các chính kiến khác nhau, còn chúng ta từ xưa nay là độc tôn một thứ mà thôi. Thế còn bây giờ thì đến cái phần thuyết trình của tôi thì sẽ tiếp nối với câu chuyện của Giang. Tôi có nghiên cứu cái này là từ năm 2018. Bản thân tôi đi, như tôi nói, tôi cũng sang Nhật nhiều lần, tôi đến thăm nhiều nơi, và vì thế tôi sẽ trình bày nhanh với cả mọi người trong khoảng 15 phút về quan điểm của tôi là những nhà kiến tạo trong cái công cuộc cách tân minh trị Nhật Bản này, chứ không chỉ là một vị vua hay là Fukuzawa. Mời Luân nhỉ? Luân bật tiếp. Chắc là chút nữa Giang có thể sẽ bổ sung thêm vào cái phần sau của Giang, sẽ bổ sung cho cái phần của anh, hoặc là của anh có thể là thiếu sót gì đó. Tôi sẽ nói đấy là nước Nhật sẽ trở thành một quốc gia hiện đại khi nào, cải cách minh trị tiến hành trong giai đoạn nào, và những nhân vật, những nhà lãnh đạo có vai trò lớn trong cuộc cải cách này là ai. Nhiều khi chúng ta cũng chỉ biết là cuộc cách canh tân thôi, thế nhưng mà làm thế nào họ triển khai được chứ. Luân đi tiếp nhỉ, bật tiếp cho anh. Tiếp tục đi, cái này thì cũng có hết rồi, cái này thì em ghi tiếp đi, tiếp tục bỏ qua em bỏ qua tiếp. Dấu mốc minh trị cũng bỏ qua đi, anh không thấy cần thiết. Bỏ tiếp, tiếp tục. Ok đây. Thưa với các bạn, nếu giả sử như là ở đây tôi vẽ bắt đầu không quay lại cái thách thức đã cho anh cái slide trước. Thưa với các bạn, khi mà chúng tôi tìm hiểu về cái này á, thì quá trình cải cách nào nó cũng có những trở ngại cả. Chả có quá trình cải cách nào là dễ dàng thuận lợi, không có cái chuyện là mọi người ủng hộ, cả đất nước ủng hộ, từ Shogun tướng quân ủng hộ hay mọi người ủng hộ, mà tất cả đều có những khó khăn. Thì tôi liệt kê sơ bộ những cái khó khăn như thế này. Thứ nhất là ý thức độc lập của người Nhật trong cái bài, trong cái cuốn sách của Fukuzawa nó chưa mạnh mẽ, cho nên chính vì thế ông ấy vận động mọi người, đấy là cái cuốn khuyến đọc. Sự độc lập của một quốc gia phải bắt nguồn từ sự độc lập của cá nhân nó phải mạnh mẽ lên thì đất nước nó mới mạnh mẽ. Thế tôi điểm thứ nhất đấy là tinh thần độc lập, tinh thần mạnh mẽ của người Nhật. Tất nhiên giống như Giang nói, sau này Fukuzawa ấy nói rằng là binh trị cái thời đó thì đôi khi cũng hơi quá, để sau này nước Nhật chỉ trở thành hiếu chiến quá, để đến năm 1905 thì nước Nhật đã đâu được có chiến tranh với nước Nga, rồi bắt đầu khơi dậy cái cuộc chiến tranh, tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cản trở thứ hai nữa là của Shogun tướng quân cũng không muốn ủng hộ, cũng không hoàn toàn ủng hộ cái quá trình cải tổ như thế này. Thứ ba là vẫn là sự lạc hậu của nền kinh tế bang giao đóng cửa. Mặc dù các bạn vẫn thấy rằng là nước Nhật từ trước cái thời kỳ minh trị đã tiến bộ hơn so với Việt Nam, đã bắt đầu có mở cửa một vài cửa bến cảng, giống như ở Việt Nam chúng ta có thể mở cảng Hội An hay là ở đâu đó, nhưng ở cũng chỉ là một vài cái cảng mà thôi. Tôi nhớ là đâu đó là ở gần với cảng một hai cảng như Osaka hay gì đó thôi, chứ cũng không thể nào mà không mở cửa nhiều. Và đó cũng là cái câu chuyện mà Fukuzawa và nhiều người khác vận động nước Nhật mở cửa, nhưng cái việc mà đóng cửa họ còn lo ngại Shogun tướng quân, và nhiều người, một nhóm lãnh đạo cũng e ngại rằng khi mở cửa thì mình mất đi quyền lực cơ, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên nói lại là sự cản trở của Shogun tướng quân là rất đáng kể. Sự lạc hậu của nền kinh tế, thiếu lực lượng cải cách. Thưa với các bạn là thiếu lực lượng cải cách thì cũng phải có lực lượng chứ, không phải nào mà chỉ hô, không phải viết một hai cái bản điều trần xong một hai kiến nghị xong rồi thấy ông ấy là không cải cách xong rồi bảo ông ấy rốt. Nên là ví dụ như thế, tôi thấy nó đơn giản quá. Phải có một lực lượng cải cách, rồi thì có một cái ngọn cờ dẫn dắt, tức là phải biết cách tổ chức lực lượng và triển khai như thế nào, chứ không chỉ là những cái lời nói hay lời kêu gào hay là chỉ là những cái phản kháng. Tiếp theo nhỉ, Luân đây. Ok, giải pháp thì tôi thấy thế này. Thực ra ở bên Nhật ý, khi đó đã bắt đầu nhen nhóm hình thành những lực lượng cải cách rồi, đã có những nhóm cải cách rời rạc ở đâu đó, chỗ này chỗ kia, nhóm này nhóm kia đã có như vậy rồi. Và như thế này thì họ hồi đấy họ chưa rõ ràng thành những cái đảng phái của Nhật là sau này mới có, nhưng khi đó đã có nhen nhóm những mầm mống của các hình cải cách. Thì tôi liệt kê sơ bộ như thế này ạ. Thứ nhất là
Fukuzawa quan điểm đấy là giải pháp đấy. Thứ nhất là phải đưa tư tưởng của phương Tây vào Nhật Bản. Ông ta cổ vũ mạnh mẽ đấy, quá trình là Hà Lan học rồi học tiếng Anh rồi học đủ cái thứ này nọ gì đấy, thì là phải quá trình phải đưa tri thức đưa vào, thì ông ta vận động rằng phải xuất bản sách, phải dịch sách, phải làm này làm kia, tức là phải đưa tư tưởng của phương Tây vào. Và Fukuzawa là người biểu tượng là đầu tàu, là ngọn cờ dẫn dắt cho cái câu chuyện mà về tư tưởng phương Tây đấy, tức là hội nhập với phương Tây. Sau này ngoài cái cuốn khuyến học, nhất là ông ta viết một cuốn học cho đại chúng, ông ta còn viết một cái cuốn đấy là lý thuyết về nền văn minh, khái lược luận ấy, tức là lập luận cái quá trình phát triển của một quốc gia văn minh như thế nào. Cái thứ hai nữa là phải tìm cách, giải pháp thứ hai nữa phải có sự chống đối, mà có sự cản trở của Suhun tướng quân. Thế cho nên bây giờ phải có một cái lực lượng nào đó để buộc Suhun tướng quân đầu hàng, hoặc ít nhất là ủng hộ cho cái quá trình mà chuyển giao quyền lực, thì mới có thể tiến hành cải cách được. Thế thì đây là người tiêu biểu cho cái hành động này, cho cái chiến lược này, đấy là Sakamoto Ryoma, một người tôi rất là hâm mộ. Tiếp tục cái thứ ba đấy là thiết kế công cuộc cải cách. Tôi xin lỗi, cái thứ tư mới phải quan trọng lên, chọn lựa Minh Trị đã, đưa Minh Trị Thiên Hoàng lên làm lãnh đạo, và cuối cùng là thiết kế một cái công cuộc cải cách bao gồm có lập soạn thảo hiến pháp, lập ra nghị viện, là rất mới mẻ so với cả thời đó, đúng không? Trước đấy khi đó thì chỉ có Suhun tướng quân điều hành, là như giống như kiểu Triều Nguyễn nhà chúng ta, hay là Chúa Trịnh chẳng hạn, những thứ như vậy. Nhưng những người cải cách thì mới đưa ra cái là họ, tôi vừa dùng từ đây là thiết kế công cuộc cải cách, chứ không chỉ có một hành động, mà cả công cuộc cải cách nó bao gồm nhiều việc, trong đó có cải cách hiến pháp, thành lập nghị viện, và Manh Nha lúc đấy bắt đầu hình thành các đảng phái chính trị đầu tiên để làm tiền đề, để làm nền tảng, để làm lực lượng dẫn dắt quá trình cải cách này. Thì bốn cái giải pháp của nhóm cải cách sơ bộ từ góc độ suy nghĩ của tôi là như vậy. Luân lên tiếp theo nhỉ? Luân lên. Ok nhé. Thế thì Thiên Hoàng Minh Trị, thưa với các bạn, đây là Thiên Hoàng Minh Trị sinh năm 1852, mất năm 1112. Thế nhưng mà khi ông ta mà quá trình cải cách Minh Trị được coi đấy là khi ông ta lên nhậm lên cầm quyền ấy, thì đâu đó mới có 15-17 tuổi, 1868 nhỉ? Anh cũng nhớ chính xác năm bao nhiêu Giang nhỉ? 1868, 1869, 1870 gì đấy. Đâu đó 17 tuổi, 15-17 tuổi là được những cái lực lượng cải cách đưa Minh Trị lên làm Thiên Hoàng. Trước đấy họ đóng đô là ở Kyoto, quyền lực ở trong tay của Shogun tướng quân, nó giống như kiểu vua Lê Chú Trịnh như chúng ta ấy. Vua Lê thì không có quyền lực ngồi ở trong cung điện, nhưng quyền cai trị điều hành đất nước đấy là phủ chúa, là chúa Chú Trịnh. Thì còn ở Nhật Bản là Minh Trị Thiên Hoàng vẫn tồn tại, tất cả các đời về Thiên Hoàng vẫn còn tồn tại, vẫn sống, nhưng quyền lực thì lại nằm ở trong tay của Shogun tướng quân, Shogun mới quyết định mọi việc. Thế thì cái lực lượng cải cách này sẽ lựa chọn là Thiên Hoàng Minh Trị. Nhưng Thiên Hoàng Minh Trị không phải là người tiến hành quá trình cải cách. Ông ta không tuyên, tức là sau này ông ta được hội tụ là một người hội tụ các yếu tố cần thiết, như kiểu một ngọn cờ ấy, đương như một biểu tượng thì đúng rồi, nhưng mà ngọn cờ là một biểu tượng để hội tụ lực lượng cho cái quá trình cải cách này. Và Thiên Hoàng Minh Trị được đưa lên ngôi khi mà các lực lượng đã được chuẩn bị từ trước đấy rồi. Slide thứ hai luôn này. Fukuzawa thì đấy là chính là cái cuốn sách mà chị Phạm Thu Giang đã dịch, cái cuốn Phúc Ông Tự Truyện, cả cuộc đời ông ta viết như thế nào, tâm sự suy nghĩ của Fukuzawa về quá trình cải cách này như thế nào. Thì ở Việt Nam Fukuzawa đã là người viết cái cuốn khuyến học mà được anh Lợi, ở Phạm Hữu Lợi, anh đã dịch ra và chúng ta đều đã biết rồi, thì tôi không nhắc lại nữa. Ông Fukuzawa là nhà khai quốc công thần, cứ tạm gọi là nhà tư tưởng vĩ đại bậc nhất của Nhật Bản, được xem là người có công khai sáng cho, tức là ông đã hô lên rằng là đất nước nó phải cải cách rồi, phải hiện đại hóa đi, rồi kêu gọi mọi người độc lập dân tộc rồi thế này kia. Nhưng có một cái điểm thứ hai mà Fukuzawa khác với cả Nguyễn Trường Tộ hoặc là Phan Chu Trinh, ông ta dịch sách rất là nhiều, ông ta xuất bản sách rất nhiều. Thứ hai là mở trường đại học là trường Keio. Tôi cũng đến trường Keio, đến một cái nấm đất nhỏ cao khoảng độ có 5-10 mét thôi. Thế xong ông ta lập ra một cái ụ đất như thế để cho các học sinh đầu tiên, cho các sinh viên đầu tiên cãi nhau, tranh luận với nhau, học tập với nhau. Mà những khóa đầu tiên chỉ có 20-30 người. Thì Fukuzawa thì tôi cũng không nhắc bởi vì chúng ta cũng đã biết tương đối nhiều. Tiếp theo nhỉ? Ok, đây là một nhân vật mà tôi muốn nói kỹ hơn. Đây là nhân vật mà tôi hâm mộ, gọi là Sakamoto Ryoma. Thế Sakamoto Ryoma là người thực thi cái ý tưởng đấy, là muốn hạ bệ Suhun tướng quân. Muốn hạ bệ Suhun tướng quân thì phải có lực lượng, đấy, làm thế nào để mà hạ bệ được. Thế thì ông ta, tôi viết có một bài dài mà vừa rồi có gửi cho các bạn ở trên Zalo để các bạn đọc trước, thì cũng như trên Facebook của tôi ấy.
Sakamoto Ryoma, ông ta chỉ là một samurai cấp thấp, ông ta không phải quyền lực, ông ta cũng không phải là một tướng tổng tư lệnh, nhưng suốt cả mười mấy năm trời ông ta nghĩ ra được cái giải pháp đấy là phải kết nối hai cái phiên, gọi là hai phiên trấn, hai cái tỉnh á, là mạnh nhất của Nhật Bản khi đó, đấy là Satsuma và Soshu. Hai cái tỉnh đấy, hai cái biên đấy nó phải hợp lực với nhau để hạ bệ được Shogun, để sau này hình thành một cuộc chiến tranh ấy, để lật đổ Shogun tướng quân á. Thế thì những cái hai bang, hai cái vương quốc nha, hai cái tiểu quốc này thì về cơ bản họ nghi ngờ lẫn nhau, không hợp tác lẫn nhau. Vì thế Ryoma đeo kiếm, tôi mới dùng cái từ là đeo kiếm đi khắp nơi thuyết phục, kết nối mọi người, gọi là tay bậc thầy networking ấy, kết nối người này, kết nối người kia, thuyết phục đủ mọi thứ trong suốt 10 năm trời, đeo kiếm ở sau lưng, 17 tuổi, 20 tuổi, đeo kiếm cho đến khi ông ta thành công thì ông ta bị ám sát năm 31 tuổi. Thì cuối cùng đã thuyết phục được hai cái bang, hai cái phương trấn đấy là Satsuma và Soshu hợp lực với nhau để dẫn đầu cái phong trào cải cách, để hạ bệ Shogun tướng quân, xong rồi đưa Minh Trị Thiên Hoàng lên ngôi. Thế tôi mới dùng từ đây là Ryoma là một người nhìn xa trông rộng, đã hình dung được một Nhật Bản là không còn chế độ phong kiến ông ta, nhưng cái quan trọng là người ta thực thi. Fukuzawa Kichi là nói về tư tưởng, ông ta mở trường học, ông ta mở dịch sách, ông ta vận động mọi người học tập, nhưng mà còn hạ bệ thì bình thường ông ta ngồi chờ. Thế còn Ryoma thì tìm cách là vận động, ông ta nghĩ ra được một cái giải pháp là hạ bệ Shogun thì phải như nào chứ, mới phải hạ bệ. Thì ông ta nghĩ giải pháp là phải sử dụng, rồi giống như các anh chị thấy rằng Việt Nam tôi nôm na như kiểu là Thanh Hóa, Nghệ An đi, hai cái bang, hai cái thành, hai cái xứ ở xứ Nghệ với xứ Thanh ấy, là bao giờ cũng là giường cột của thời nhà Lê, thời nhà Trịnh, thứ này nọ. Hai cái thành, hai cái xứ đấy mà hợp lực với nhau là nền tảng, là cội rễ, là như kiểu sau này là cái tinh, gọi là quân tinh nhuệ. Thì hai cái bang đấy nó hợp lực lại với nhau mới hạ bệ để Shogun, chứ còn bình thường không thì có mà cầm kiếm đánh nhau không đánh được. Thì tôi nói là Sakamoto Ryoma là như vậy. Tiếp theo luôn đây, hai ba người nữa thì chút nữa tôi nhường lời cho bạn Việt Hà giải thích. Có Minh Trị Tam Kiệt có ba người, Okubo, Toshimichi và Sago, tức là ông phía sau, tức là Duy Tân Tam Kiệt là lãnh đạo. Tức là tôi giải thích này, thứ nhất là sẽ có những người như Rio Fukuzawa Kichi là nói tinh thần, nó giống như kiểu là ông Nguyễn Trường Tộ hay là ông Phan Chu Trinh chẳng hạn. Nhưng có một cái người thiết kế để làm một cái cuộc đảo chính, nhưng làm đảo chính xong rồi đâu có đủ, phải làm đảo chính xong rồi thì phải có cái ông ấy thực thi cái quá trình, tức là cái giai đoạn nó bước chuyển á. Thì cái nhóm Duy Tân Tam Kiệt này đóng góp vào cái quá trình bước chuyển để rồi làm tiền đề. Luôn đây, tiếp tục cái luôn này, tiếp đây ạ. Tỷ nữa nhờ Việt Hà nói thêm cho anh Saigo Takamori. Tiếp theo đây, cuối cùng là cái người mà bắt đầu thừa kế và gọi là đệ, học trò đàn em cuối cùng của cái nhóm này, đấy là Ito Hirobumi, là 4 lần làm thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng lần đầu tiên là Hirobumi lên làm thủ tướng, ông ta bắt đầu thực thi một điều hành cho một đất nước Nhật Bản hiện đại. Tất nhiên ở bên trên đấy là Minh Trị Thiên Hoàng rồi, nhưng là một cái người mà ông ta lập đảng phái rồi triển khai cái công việc. Thì như vậy, tiếp tục theo luật đây, từ anh rất tiếc là anh phải chỉnh thì nó tốt hơn nữa. Đi đây đi em, tiếp tục. Đây tôi có mấy cái ảnh, đây là mộ của Fukuzawa Kichi, kể thêm với các bạn. Tôi đến thăm mộ Fukuzawa Kichi năm 2013. Vào một cái khu mộ, mình cứ nghĩ rằng hồi xưa tôi cũng ngây thơ, mình nghĩ là một ông như vậy chắc là mộ nó phải to lắm. Thế tôi vào một cái khu mộ ngay ở trường Keio, ngay ở trong Tokyo thôi, thì có đến 5.000 ngôi mộ, nó giống hết nhau, mình chả biết được cái ngôi mộ như nào cả. Sau đó mình tìm mãi thì té ra là cái ngôi mộ như này nó cũng đơn giản, là một cái ngôi mộ đơn giản. Tiếp tục luôn. Thưa các bạn, đây là mộ những người anh hùng của cuộc canh tân Minh Trị của Nhật Bản là ở Kyoto. Tôi cũng đến thăm, đây là cái nơi cạnh cái cốc tòa nhà này, chính là cái nơi mà Sakamoto Ryoma bị giết. Và cái mộ của những người anh hùng, họ được dựng những cái, tất nhiên cái mộ rất là đẹp, các bạn hình dung là dựng những cái viên đá này như này, thì ở Kyoto. Luôn đây, tiếp nữa luôn. Đây là bảo tàng Ryoma ở người Kyoto, tôi đến thăm. Tiếp tục em. Tiếp tục, cái này thì anh cũng không muốn nói. Tiếp tục. Ok, bài học rút ra của tôi là thế này ạ. Không, từ từ. Bật lại luôn này. Ok, cải cách là một quá trình và cần hội tụ nhiều yếu tố, thường sẽ bắt đầu từ rất lâu trước đó và kéo dài nhiều thập kỷ mới hoàn tất. Đây, tôi thưa với các bạn là chúng tôi nghiên cứu, chứ không phải chúng ta mới nghĩ là tự dưng họ hình thành.
Cải cách là một quá trình và cần hội tụ nhiều yếu tố, thường bắt đầu từ rất lâu. Tôi chưa nghe Giang trình bày hôm cái bài này, tôi thuyết trình là từ năm 2018. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ đấy là cải cách là một quá trình, và quả thực khi mà những thông tin mà chị Phạm Thu Giang đưa ra, mình hiểu thậm chí là trước đấy nó như thế nào nữa cơ, chứ không phải là tự nhiên. Thứ hai là chỉ khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết thì quá trình cải cách mới diễn ra. Thiếu một yếu tố then chốt thì không thể thành công được. Và cải cách được tiến hành bởi một tập thể có tổ chức hoặc không có tổ chức, nhưng phải có sự phối hợp và thống nhất về hướng, tức là thống nhất quan điểm và chia vai. Thì ông này ví dụ như người ngọn cờ cải cách phải có lực lượng, phải có nhóm, giống như tôi nói với bạn là Rioma phải như thế nào, cách chức như thế nào chẳng hạn như vậy. Tiếp theo luôn này, nữa bỏ qua cái này, đây là mấy cái câu tuyên bố thôi, tiếp tục. Thưa với các bạn, tức là tôi chỉ tóm lại là mấy cái ý. Một là cái quá trình cải cách của Minh Trị, quá trình canh tân của Minh Trị được hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó dẫn dắt về mặt tư tưởng là nhóm những người trí thức, những học giả mà tiêu biểu là Fukuzawa. Thứ hai nữa là nhóm mà gọi là đảo chính mà lật đổ, giống như kiểu thay đổi ấy, thì là nhóm do Rioma là người dẫn dắt. Ông ta kết nối các cái nguồn lực lại, ông ta tìm được giải pháp, quan trọng là tìm giải pháp, có thể có cách này cách kia nhưng ông ta tìm được giải pháp, và không phải chỉ nói mà ông ta thực thi được cái giải pháp đó. Và cái thứ ba là nhóm tiến hành những quá trình cải cách, phải có người soạn hiến pháp, xong rồi có người lập nghị viện, nghị viện để gồm những ai, hiến pháp phải như thế nào, rồi cấu trúc tổ chức nhà nước là ai, thì Duy Tân Tam Kiệt lấp vào những vị trí như vậy, người thì làm bộ trưởng bộ tài chính, người thì làm bộ trưởng bộ tư pháp, người làm những cái này, người làm cái kia, bởi vì khối lượng công việc nó rất là khổng lồ. Thì quan điểm của tôi đấy là một quá trình cải cách là tiếp nối với câu chuyện của Giang, tôi chỉ tập trung vào cái giai đoạn là 10 năm, khoảng 10 năm, 20 năm trong cái quá trình mà canh tân Minh Trị của Nhật Bản mà thôi. Thì xin tóm tắt mấy ý, xin dừng ở đây và nhường lời cho bạn Việt Hà. Vâng ạ, em cảm ơn anh Bình. Anh Bình ơi, có để chị Thu Giang nói thêm về cái phần Minh Trị trước không? Từ tí nữa em sẽ bổ sung sau thì sẽ tốt hơn, nó sẽ đúng. Okay. Vâng, Giang em có thể nói tiếp cái phần đấy. Em bổ sung Hà với cả Giang bổ sung thêm cho anh. Dạ vâng ạ. Giang bật mic. Ở đây mọi người bật mic cho Giang nhỉ? Em bật rồi ạ. Đợi chút nhé. Thì em xin được tiếp nối câu chuyện ban nãy ạ. Thế thì mà cái mọi người cũng như là các anh chị cũng như là bản thân em thì cũng là một cái người Việt và nghĩ rằng là các chị đều có rất nhiều những cái mối quan tâm muốn hỏi, muốn có đặt cho một cái câu hỏi là tại sao Nhật Bản lại thành công. Thế nhưng mà ở đây thì cũng xin được lưu ý là cái chữ gọi là thành công của Minh Trị Duy Tân ấy thì cũng cần phải dùng được gì ạ, sử dụng một cách cẩn trọng ạ. Chứ còn đương nhiên ấy nó cũng có rất nhiều những cái mặt trái của cái công cuộc Duy Tân này ạ, chứ nó không chỉ có thành công một chiều. Thế nhưng mà tạm thời ở đây ấy, trong cái công cuộc gọi là khai hóa văn minh ấy, thì em cho rằng là đấy là một cái thành công của cái công cuộc Minh Trị Duy Tân mà Việt Nam mà cũng có những cái điều mà có thể học tập được. Thế thì cái sự thành công nó bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Mọi người đều có câu hỏi như vậy, và tại sao nó thành công, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái gì ạ, những cái câu trả lời. Thì nếu mà chúng ta đứng từ những cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như khía cạnh của anh Bình cũng đã đưa ra những yếu tố thành công của cái công cuộc đúng không ạ, những cái cuộc công cuộc Minh Trị Duy Tân, cũng như là gì ạ, những cái tiền đề về mặt chính trị, về mặt xã hội, về mặt kinh tế, về mặt khoa học kỹ thuật, đúng không ạ, của Nhật Bản trước cái thời kỳ Minh Trị Duy Tân, đấy cũng là một cái câu trả lời. Thế nhưng mà nếu mà gì ạ, đi vào sâu hơn nữa thì chúng ta cũng có thể tìm những cái câu trả lời ở những cái gọi là gì ạ, những cái góc cạnh, những cái chiều cạnh khác nhau. Ví dụ như ở đây ấy, cũng chỉ xin trình bày một cái chiều cạnh rất là nhỏ thôi ạ. Đấy là cái quan điểm về khai hóa văn minh. Tại sao Nhật Bản thành công, đúng không ạ? Và Nhật Bản đã nhìn nhận cái gọi là khai hóa văn minh như thế nào, và nó khác với cái cách nhìn nhận
của người Việt Nam mà tiêu biểu là Phan Bội Châu, lúc đó như thế nào, đúng không? Chỉ cần qua một cái khái niệm thì hy vọng là các anh các chị cũng có thể hiểu được cái sự khác biệt về mặt nhận thức của người Nhật, đúng không? Trước hết là của cá nhân Giao Kê Chi với lại Phan Bội Châu, và cao hơn nữa đó là cái nhận thức của người Nhật cái thời điểm đó với cái nhận thức của người Việt cái thời điểm đó, cái cách nhìn nhận và cái sự khác biệt và cách nhìn nhận ấy, thì nó đã ảnh hưởng đến cái lịch sử hai nước như thế nào ạ? Chỉ cần qua một cái ví dụ, đấy là một cái trường hợp, đấy là cái khái niệm khai hóa văn minh thôi ạ. Thế thì ở đây ấy, ở trong cái từ điển lịch sử Nhật Bản thì người ta cho rằng ấy, cái khái niệm mà khai hóa văn minh ấy là cái khái niệm mà do Fusai Kichi là người đầu tiên sử dụng ở Nhật Bản. Và cái từ này ấy, nó để chỉ những cái chính sách cách tân của chính phủ của Nhật Bản để hướng đến cái văn minh phương Tây, học tập văn minh phương Tây để tiến hành cận đại hóa Nhật Bản ạ. Và rất là mong các anh chị sẽ chú ý đến cái nội dung này ạ. Khai hóa văn minh tức là từ để chỉ những cái chính sách cách tân của chính phủ Nhật Bản ạ, hướng đến văn minh phương Tây và học tập văn minh phương Tây để tiến hành cận đại hóa Nhật Bản. Và cái từ văn minh khai hóa ấy, thì nó cũng đã xuất hiện trong cái cuốn Văn minh luận chi khái lược của Fukuyakichi. Và ngoài ra ấy, thì Fukuyakichi cũng đã đề cập đến cái từ này ở trong rất nhiều những cái chức tác khác nhau của ông, ví dụ như là khuyến học hay là phúc ông tự truyện. Và có thể nói rằng là khai hóa văn minh nó là một trong những cái ngọn cờ, đúng không ạ, để mà tập trung cái lực lượng cũng như là gì ạ, tập trung cái nguồn lực của Nhật Bản lúc bấy giờ. Và cái quan niệm về văn minh ấy và khai hóa văn minh ở trong cái tư tưởng của Fuzaki thì như thế này ạ. Fuzaki thì cho rằng là văn minh vốn là việc nâng cao trí đức của con người, làm cho mỗi người có thể tự điều khiển mình để không làm tổn hại ai và không bị ai làm tổn hại trong quan hệ giao tiếp. Và mỗi người đều làm trọn quyền và nghĩa vụ của riêng mình để tạo ra sự ổn định, phát triển chung. Và văn minh khai hóa là đất nước giàu mạnh, và cả văn chương và vũ trang đều nở rộ, còn dã man bán khai là đất nước nghèo nàn, văn võ đều không được chú trọng. Và có thể là gì ạ, cái văn minh khai hóa này ấy, cái khái niệm này ấy, thì được Fukuyakichi sử dụng với cái nghĩa là văn minh hóa. Và gì ạ, ngược lại với cái văn minh hóa này ấy, thì nó sẽ có khái niệm trong tiếng Nhật ấy. Cái văn minh hóa này thì nó sẽ có, đấy là cái khái niệm mang tính gọi là chủ động ạ, văn minh hóa, bưng mê ca đấy nhé. Và có một cái khái niệm bị động, tức là bị văn minh hóa và được văn minh hóa, sẽ có một cái động từ là bưng mê ca sa đề đấy nhé. Hai khái niệm mà khác nhau ạ. Và rất là mong các anh chị và quý vị chú ý đến cái gì ạ, cái sự chủ động trong văn minh hóa và cái gì ạ, sự bị động trong văn minh hóa ở đây ạ. Vâng, và vì vậy ấy, cái văn minh khai hóa trong tiếng Nhật ấy, thì được hiểu là cái hành động chủ động, tức là cái công cuộc mà khai sáng Nhật Bản bằng thành tựu của văn minh phương Tây, tức là bản thân tự người Nhật khai sáng mình bằng bằng cách là họ tiếp thu cái văn minh phương Tây, bằng cách là họ sử dụng văn minh phương Tây. Có nghĩa là cái văn minh khai hóa này trong tiếng Nhật ấy, hay là trong cách sử dụng của Fuzaki là cái động từ chỉ sự chủ động của người Nhật đến với văn minh phương Tây. Và thế vậy thì theo Fuzaki thì tại sao Nhật Bản lại phải khai hóa văn minh, đúng không ạ? Mà tôi nghĩ rằng là cái điều này cũng là cái điều rất là dễ hiểu khi các anh chị đọc các cái chức tác của Fuzaki. Ông cho rằng ấy là gì ạ, văn minh là chí đại, chí trọng mà con người cũng như vạn vật không thể tránh khỏi mà phải hướng tới đấy. Ông cho rằng là như vậy. Và gì ạ, ông đã nhận thức được cái sự tụt hậu của Nhật Bản cũng như là cái nguy cơ xâm lược của văn minh phương Tây và cái tính ưu việt của văn minh phương Tây. Và ông cho rằng nếu mà Nhật Bản mà không cải cách ấy, thì không thể được. Và đây là một cái nhiệm vụ cấp bách của Nhật Bản, là Nhật Bản phải làm sao tiếp thu văn minh phương Tây để mà gì ạ, thực hiện được cái mục tiêu là phú quốc cường binh. Và vì vậy mà cái mục đích tối cao của khai văn minh trong cái tư tưởng của Giao Kỳ Chi là gì ạ, giữ vững độc lập cho đất nước, đúng không? Và cái công cuộc khai hóa văn minh của Nhật Bản ấy chính là cái bí quyết để đạt cái mục đích đó. Đấy là theo tư tưởng của Fuzaki. Và khác với Fuzaki thì
Phan Bộ Châu ấy nhé, có những cái gì ạ, có những cái nền tảng, có những nền tảng khác biệt ạ. Và ở đây ấy, so với gì ạ, so với Fukuyama thì Phan Bộ Châu ấy có những cái cách nhìn xin lỗi anh chị, khá là khác biệt so với cái cách nhìn của Fujikichi. Tức là đây ạ, cái khi mà nói đến văn minh ấy thì đặc biệt là khai phá văn minh trong cái cách hiểu của người Việt ấy, đúng không ạ? Đấy là một cái chính sách thuộc địa, đúng không? Đấy là một cái sự gọi gì ạ? Một 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 cái cách thức để có thể thực hiện cái chính sách thuộc địa của người Pháp. Và bản thân Phan Bội Châu ấy thì khi mà tiếp cận với cái khái niệm khai hóa văn minh ấy thì ông nhìn nhận nó một cách rất tiêu cực ạ. Và trong tiếng Việt ấy thì cái khai hóa văn minh đó ấy, thì thường được sử dụng với cái hàm nghĩa là bị khai hóa văn minh, bị người Pháp khai hóa văn minh, đúng không? Chứ không phải là tự người Việt Nam khai hóa văn minh cho mình. Và cái cách hiểu về khai hóa văn minh như vậy ấy, nó đã có một cái sự khác biệt rất là lớn. Và chính cái sự khác biệt trong cái cách hiểu về khai hóa văn minh cũng như là về những cái nhận thức về thời đại, về hiện trạng của hai đất nước, đúng, của đất nước mình trong cái bối cảnh chung đó ấy, thì nó đã dẫn đến cái sự khác biệt trong cái quan niệm về văn minh, về khai hóa văn minh giữa Fukuyama và Phan Bội Châu cũng nói riêng, và giữa người Nhật và người Việt Nam vào cái thời điểm đó nói chung. Và cá nhân tôi thì nghĩ rằng đấy có thể đã là một cái thứ chìa khóa để mà có thể phát triển đất nước cũng như là duy trì độc lập dân tộc ở các cái nước châu Á lúc bấy giờ. Và chính cái sự đối nghịch, cái sự khác biệt về cái nhận thức về khai hóa văn minh như vậy ấy, thì có thể nó đã là một cái yếu tố rất quan trọng để dẫn đến hai cái vận mệnh của hai cái dân tộc khác nhau ạ. Vâng, xin kết thúc cái nội dung thứ hai ở đây ạ. Cảm ơn chị Giang. Thế thì để mà tiếp nối lời của chị Giang thì cũng xin được chia sẻ một vài cái slide cũng như nói chuyện với mọi người một chút. Lúc nãy anh Bình cũng có giao nhiệm vụ cho Hà là nói thêm về ông Saigo Takamori, các bạn chờ một chút để mình share. Vâng. Xin chào anh Quang Phan. Em nhìn thấy anh đây rồi. Vâng. Mọi người chờ một chút nhé. Và các anh có chị nhìn đây được chưa ạ? Cái phần này á thì cũng xin được nói một chút về cái phần các anh chị có nghe rõ không ạ? Ok. Hà nói về cái phần mà văn hóa lãnh đạo Nhật Bản một chút, thì lúc nãy anh Bình có đề cập đến ông Saigo Takamori, thì trong cái phần mà Hà thì Hà cũng giới thiệu với các anh chị và các quý vị ở đây á, là mình thì không phải là nghiên cứu về lịch sử, tuy nhiên thì Hà rất là thích cái mảng mà liên quan đến văn hóa lãnh đạo. Trong cái phần này á, nó có một cái mảng quan trọng, đó là những cái người mà lãnh đạo ở bên Nhật Bản thì họ đã và đang đang kiến tạo cái Nhật Bản như thế nào. Trong đó có một cái giai đoạn là giai đoạn Minh Trị Duy Tân. Lúc nãy Hà cũng rất là thích quan điểm của chị Giang, chị Thu Giang nói về cái câu là mình rất là cẩn trọng khi mà mình nói là cái cuộc Minh Trị Duy Tân để nó là thành công, cái sự thành công. Cái chữ thành công này mình cũng phải để trong nháy nháy, tức là nó nhìn ở nhiều khía cạnh á. Thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến, ngay cả các cái nhà sử học của các nước cũng như là của trong Nhật Bản cũng đưa ra nhiều những cái giả thiết khác nhau vân vân. Nếu mà nước Nhật như thế này thì nó sẽ như nào, nếu mà nó khác là như thế nào, thì đây cũng là một cái mà hôm nay cũng rất là hay khi mà được nghe trực tiếp được một cái nhà nghiên cứu về Nhật Bản, về Đông Phương học như chị Thu Giang chia sẻ. Hà rất là đồng ý với quan điểm đó. Chúng ta sẽ nhìn về cái câu chuyện của những người lãnh đạo trong cái giai đoạn này, thì mình sẽ học thêm được cái gì. Thế thì Hà cũng chia sẻ rất là nhanh thôi, chị về Minh Trị Liên Hoàng hay là Fukuzawa Yuichi thì là anh Bình, thì chị Thu Giang cũng đã nói rất nhiều rồi. Hà xin được nói tiếp cận một chút về cái nhân vật, một cái nhân vật khá là phức tạp ở trong cái phần giai đoạn, mình có thể nói là những cái giai đoạn rất là rối ren, giai đoạn rất là phức tạp với nhiều nhân vật trong lịch sử Nhật Bản. Có thể nói đây là một cái sự hội tụ
của rất nhiều yếu tố khác nhau để tạo nên được một cái cuộc Minh Trị Duy Tân như vậy. Thì mọi người nói đến ba nhân vật quan trọng của đây nhờ cái ba cái người hùng kiến tạo của Meiji, nhưng mà thật ra không phải chỉ có ba người đó mà còn có rất 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 nhiều những cái yếu tố đằng sau nữa, và có những cái nhân vật cũng khá là chính, có đến 10 người hoặc là nhiều hơn thế nữa đằng sau đó. Thì cái ông mà Saigo Takamori này, đối với Hà, nếu mà Hà nhìn về mặt cá nhân và một cái người mà mình thích đọc lịch sử, mình không phải là nhà nghiên cứu á, thì mình coi như đây gần như là một cái người The Last Samurai luôn. Bởi vì sao? Ông này á, chính ông ấy là có một câu chuyện là ông ấy đã có cuộc nổi loạn ở Satsuma, và sau khi mà bị thua xong thì đã kết thúc, thực sự là kết thúc một cái chế độ samurai. Đương nhiên là trước đó thì sẽ có rất là nhiều những cái chế độ chính sách khác nhau, nhưng mà đến năm 1877 thì bãi bỏ một cách chính thức là cái chế độ samurai ở Nhật Bản. Và như là các anh chị cũng đã đọc nhiều về lịch sử của Nhật Bản và các anh chị quan tâm ở đây thì cũng có rất nhiều câu hỏi rất hay, thấy mọi người rất tuyệt vời. Có một cái vấn đề là như này, ngày xưa người Nhật ấy, là không bao giờ có họ của chính mình, mà là họ hoặc là chỉ là một cái tên thôi, và hoàn toàn là theo từng cái vùng khác nhau của các lãnh chúa. Và cái lãnh địa của Nhật Bản thì trong thời kỳ Edo, như chị Thu Giang cũng đã trình bày rồi đó, đó là một cái thời kỳ mà tạo nên những cái sự kiến tạo về văn hóa, về chữ viết, về học thuật, những cái tiền đề về thương nghiệp rất là nhiều. Và trong đó có 265, khoảng 265 lãnh địa của Nhật Bản, có cái sự giao thương rất là lớn trong cả nước, cũng như là chia nhỏ ra như vậy. Thì Tokugawa, triều đại của Mạc Phủ, chia như vậy và để vừa là duy trì cái sự trung thành, vừa là chia ra rất là nhiều cái tầng khác nhau. Những cái tầng thân hơn ấy, thì nắm giữ kinh tế nhiều hơn, tầng giữa ở giữa thì cũng nắm kinh tế vừa, và cái tầng cuối cùng thì họ chia ra rất là nhiều các cái gọi class ở trong những cái phần lãnh chúa như vậy. Thì ông Saigo Takamori này là một con người mà thực sự rất là đặc biệt trong lịch sử Nhật Bản, đó là cái xuất thân của ông ấy là một người rất là bình thường, nhưng mà trải qua rất là nhiều những câu chuyện phục vụ và một cái sự quả cảm trong cái phần ông ấy là samurai, thì bắt đầu ông tiến dần lên, và cuối cùng là cùng với Okubo thì Saigo Takamori là hai người có thể nói là thuộc ở trong cái Satsuma Han, là cái vùng Kagoshima bây giờ ở là phía nam của Nhật Bản, là cái vùng rất là phía nam của Nhật Bản, thì đã trở thành những cái con người mà kiến tạo nên một cái sự thay đổi dưới thời Minh Trị. Thế thì về con người này, các anh chị cũng có thể đọc rất là nhiều những câu chuyện khác nhau về về ông ý, nhưng mà có một cái câu chuyện mà Hà rất là thích thì Hà cũng xin được nói thêm, đó là Saigo Takamori á, ông ý là cái người mà thực ra rất là được tin tưởng, và khi mà một cái phái đoàn đi sang phương Tây học, gọi là đi chu du ấy, năm 71-72, năm 1871-1872, một cái phái đoàn tên là Iwakuma, thì cái phái đoàn này đi sang các vùng phương Tây đi xem xét rất là nhiều, thì ông Saigo Takamori được tin tưởng và ở lại phía trong nước để duy trì những cái phần mà duy trì cái trật tự, rồi những cái mà những cái thời kỳ Minh Trị Duy Tân rất là mới mẻ như vậy. Thì ông ấy ở trong nước có một cái điều vênh ở đây mà Hà cũng được lúc nãy nghe câu chuyện của chị Anh Bình và chị Thu Giang, mình rất là đồng ý trong cái chuyện là gì, khi mà có độ vênh về nhận thức ấy, và những cái độ vênh mà liên quan đến về học thuật khác nhau ấy, thì hoàn toàn những cái quyết định của những con người lãnh đạo, đặc biệt là những con người mình có thể gọi là game changer trong cái phần thời gian đại này, nó sẽ mang màu sắc hoàn toàn khác nhau. Cái điều mà gây nên mâu thuẫn và cũng như là chia rẽ cái quan điểm là về cuộc thống trị Triều Tiên, tức là có đánh Triều Tiên hay không, bởi vì lúc đó là Triều Tiên cũng khá là mạnh và không coi Minh Trị, tức là thái độ gọi là trong lịch sử người ta dùng cái từ là thái độ khá là hỗn xược đấy ạ, đối với Minh Trị mà không coi như không công nhận. Thì ông Saigo này ông ấy định là dạy cho bên Triều Tiên một bài học, nhưng mà nội các còn lại, những cái người còn lại ở trong phía mà duy trì và cổ vũ vua Minh Trị thì đều không đồng ý với cái chuyện đó, và trong đó có cả ông Ito nữa. Thì ông này ông ấy chủ trương là như vậy, và những người còn lại thì không, và cái lực lượng giữa cái người mà đầu như vậy thì là đã gây nên những cái bất mãn của chính Saigo, và sau đó thì Saigo quay trở lại, tức là trải qua rất là nhiều những câu chuyện nó lằng nhằng, nó phức tạp, khá là phức tạp đó, thì ông quay trở lại Kagoshima, và đến sau này có rất là nhiều samurai thì đi theo ông trung thành, khi mà về Kagoshima thì cũng trở thành những người mà có nắm giữ quyền lực ở đó, thì họ mới tạo nên một cái cuộc tạo phản
gọi là dùng cái từ tạo phản trong nháy nháy á, là chống lại bên phía quân chính phủ. Nhưng mà những người quân chính phủ thì đã được trang bị và được đào tạo trong vòng rất là nhiều năm theo cái kiểu của phương Tây, chuẩn hóa hiện đại hóa hơn rồi, thì cuối cùng là kết quả là Saigo Takamori là đã bị thua ở trong cái trận chiến nổi loạn Satsuma, và chúng ta đã là coi như gọi là như thế nào nhỉ, chúng ta có một cái kết cục khá là đáng buồn với Saigo Takamori, đó là ông ấy thì đã thua và không còn trên đời. Và với Okubo á, thì cái nhân vật này cũng rất là hay. Okubo thì các anh chị ở đây cũng đã biết là ông Asotaro á. Ông Asotaro hiện nay cũng là một trong những chính trị gia rất là nổi tiếng của Nhật Bản, thì chính là cháu khoảng năm đời của Okubo Toshimitsu. Thì bản thân cái nền chính trị của Nhật Bản, nếu các anh chị có thể tìm hiểu và đọc thêm, thì nó là những cái gia đình, các gia tộc từ ngày xưa, từ thời Edo, và truyền tải rất là nhiều qua nhiều đời khác nhau, và cha truyền con nối, hoặc là họ hàng, hoặc là đấy nhiều những cái chủ yếu á, là cái về cái sức mạnh về gọi là thương mại, thương nghiệp, và cái sức mạnh về mặt tiền bạc, bởi vì bản thân chính trị gia của Nhật Bản là những gia đình là rất là có những cái mà họ quyền lực để mà có thể chia rẽ được phần chính trị, hoặc là nâng cao chính trị. Ngay cả bây giờ cũng thế các anh chị ạ. Đấy là một cái câu chuyện đó. Thì nó cũng hơi lạc đề rồi, Hà xin được đi sang cái phần tiếp theo một chút trong cái phần này. Đối với trong xin lỗi một chút, có bạn Hiếu Nguyễn nào đi mút cái gì đó. Có một cái phần là đây ạ. Trong cái phần lãnh đạo của Nhật Bản, lúc nãy anh Bình cũng đã nói đến cái nhân vật, những nhân vật rất là nhiều trong này, thì Hà xin kể thêm một cái chuyện nhỏ nhỏ một chút nữa của một nhân vật này, cũng được coi là một trong những The Last Samurai, đó là Hijikata Toshizo. Thì lúc nãy trong trong phần slide có bạn nào hỏi là lúc đó Hokkaido đã là thuộc bên Minh Trị hay chưa, thì thật ra lúc đó Hokkaido đã là ở trong trong Nhật Bản rồi. Và cái trận chiến cuối cùng của cái hình tượng của ông Hijikata Toshizo mà được coi như là một hình tượng trong cái The Last Samurai trong phim ấy, của phương Tây ấy, để sử dụng cái hình tượng của ông này, vì ông này thực sự rất là đẹp trai và rất là nổi tiếng ở trong những cái trận chiến, vì cái sự quả cảm cũng như là những cái mà ông ấy gọi là ông đứng với phía mặt phủ ạ. Và ông ấy là người đánh cái trận cuối cùng của, coi như là trận cuối cùng của mặt phủ tại Hakodate. Hakodate là một cái vùng mà sát nhất đối với cái hòn đảo chính của Nhật Bản, nằm ở trong Hokkaido ạ. Thì cái trận chiến Hakodate đó, nó tạo nên một cái gọi là cuộc xoay chuyển rất là quan trọng đối với vua Minh Trị Thiên Hoàng. Đối với Thiên Hoàng Minh Trị, xin lỗi không phải dùng từ vua, Thiên Hoàng Minh Trị là gì? Là khi mà Mạc Phủ dồn toàn bộ lực cuối cùng, gọi là những cái sức lực cuối cùng để mà chiến đấu ở cái trận chiến của Hakodate và đã bị thua. Và người đứng đầu lúc đó là có rất là nhiều người, trong đó có Hijikata Toshizo, thì ông bị giết chết ở đó vào tháng 5 năm 1000, nhớ không nhầm, năm 1800, xin lỗi, vào tháng 5, thì chính cũng trong năm đó thì gọi là Meiji Thiên Hoàng sau đó đã thực sự trở nên là một cái nước Nhật gọi là thống nhất, và truyền tải được những cái thông điệp và những ban cố vấn của Meiji Thiên Hoàng, trong đó có Fukuzawa và những cái nhân vật khác. Và sau đó là chúng ta đã biết được câu chuyện, nhà khai trị Thu Giang cũng đã kể rồi, đó là những cái câu chuyện về, anh mình cũng đã nói, đề cập đến những cái chính sách như là bỏ phiên đi này, rồi phải đi lính, rồi không samurai thì không còn được công nhận samurai nữa, và tất cả mọi người Nhật đều có tên, đều được công nhận là có tên của mình, chính mình, và nước Nhật trở thành một cái nước là mở cửa và tiếp tục những cái câu chuyện về học vấn, về khoa học kỹ thuật và phát triển cho đến cuối thế kỷ 19, như là mọi người cũng đã biết rồi. Và họ đến năm 1894-95 thì họ đi sang đánh Trung Quốc đấy ạ, và thắng Mạn Thanh lúc đó. Rồi là tiếp theo nữa là 1905 thì là chiến tranh giữa Nga và Nhật, vân vân. Thì nước Nhật, thật ra Hà rất là thích quan điểm của chị Giang, tức là khi mà mình
nhìn vào một cái lịch sử nó không phải Meiji, tức là những cái mà cuộc canh tân này nó không phải chỉ làm một vài năm, nó trải dài hàng chục năm và nó có những cái tiền đề như vậy. Có một cái những cái câu hỏi của anh chị viết ở trong cái phần là tại sao những người này có thể gặp nhau được, thì cái nhân vật mà lúc nãy thì anh Bình cũng có đề cập nhân vật này rồi, thì cũng sẽ nói một vài câu nữa thôi, rồi sau đó sẽ chuyển tài thêm vào cái phần hỏi đáp ha. Đó là gì? Ông Ryoma là cái người đây ạ, là cái ông mà buộc tóc đằng sau mà đây thì ông Ryoma Sakamoto Ryoma là một nhân vật được cực kỳ yêu thích trong lịch sử của Nhật Bản. Tuy nhiên là rất là đáng tiếc là bởi vì cũng không phải quá nhiều tư liệu về ông này, và ông này cũng được coi như là cái người đầu tiên của Nhật Bản tạo nên được cái chế độ gọi là chính sách, xin lỗi, là công ty cổ phần, coi như ông thành lập ra công ty cổ phần đầu tiên của Nhật Bản để nhập những cái loại liên quan đến vũ khí, súng, rồi là những cái hoạt động thương mại cho những cái khu ở phía dưới Satsuma đấy ạ, và Choshin. Thì đây là một trong cái nhân vật mà rất là xuất sắc về mặt tư tưởng và nhìn được trước tương lai, những cái câu chuyện nó phải diễn ra như vậy. Và ông ấy là một người thuyết khách. Hà thì hay thích, hay trêu anh Bình là anh Bình có thể cũng là một người thuyết khách, vì ông ấy chơi rất là rộng, ông ấy biết tất cả mọi người. Lúc nãy hỏi là tại sao những người này có thể gặp nhau được, những nhân vật mà có khi ở những cái phe phái khác nhau anh chị ạ, tức là phe phái khác nhau cãi nhau hoặc là chẳng có liên quan đến nhau cả, nhưng mà nhờ có ông này, ông là ông đi giao du chỗ này chỗ kia, ông có uống rượu với người này người kia, ông rất thoải mái, ông vào tất cả các cái phiên ấy người ta đều thích ông ấy. Ông là một samurai rất là giỏi, nhưng ngoài ra ông còn mang những cái câu chuyện, những cái tư tưởng rất là hấp dẫn, nói về một cái nước Nhật là nếu mà Hà cái diễn giải một câu chuyện là như này, nếu mà mình cứ theo kiểu là mỗi phiên hoặc là 265 ông, mỗi ông một phách như này, thì cuối cùng là cái gì, ông cái tàu của đô đốc Perry ấy, là cái tàu mà đầu đen ấy, vào dọa Nhật năm 1853, và sau đó thì năm sau là mang luôn cả một hạm đội vào, đã bừng tỉnh nước Nhật. Và khi mà cái câu chuyện đó thì ông bị impact, tức là rất là ông bị đồng vị được cái ấn tượng rất là lớn, và ông nói với tất cả mọi người rằng là bây giờ nếu mà cái kiểu của Nhật như thế này thì cuối cùng là đều bị phương Tây vào thống trị hết, và cuối cùng là Mạc Phủ cũng đã phải ký những cam kết về mặt là bất bình đẳng đối với cái nước phương Tây, cho bắt buộc phải mở cửa vào rồi. Nhưng nước Nhật, đây là cái cơ hội là gì, nếu chúng ta hợp lại với nhau rồi, chúng ta hợp lại được những ngành nghề cái kia và thống nhất được, thì sẽ không có cái chuyện là bị thống trị như vậy. Và bởi vì khi mà bị thống trị tất cả các phiên đều chết hết, thế thì các ông làm nào kiểu đấy ạ. Ông nói chuyện như vậy thì đây là cái người mà phải nói là Hà cũng rất là thích và cũng đọc khá nhiều về ông này. Và cũng có một cái hay nữa là ông xã nhà mình thì cũng là người Nhật thì và lại đặc biệt rất là thích Ryoma, và ông anh ấy đọc những cái pho lịch sử và những cái tiểu thuyết. Thực ra sách về Ryoma thì không phải quá nhiều, bởi vì là chính sử thì viết về Ryoma không phải quá nhiều, nhưng về tiểu thuyết và những cái câu chuyện nó gần như là kiểu hơi hơi mang tính giã sử một chút về Ryoma thì vô cùng nhiều. Và câu chuyện cũng có một cái tình cờ như này là cách đây 3 tuần thì Hà xuống Kyoto, thì cái khách sạn mà của khách hàng của công ty Hà thì thiết kế một khách sạn ở cái vùng ở một cái trung tâm của Kyoto, thì cái chỗ đó là liên quan rất nhiều đến Ryoma, là cái nơi Ryoma gần như được coi như là nơi là ăn tối cuối cùng rồi. Là cái câu chuyện mà ám sát của Ryoma này cũng rất là kinh khủng, là Shinsengumi ngày xưa là có những cái đội đi là ám sát theo yêu cầu ấy, mình có thể gọi nhà nháy là nhiều là xã hội đen có chỉ đạo ấy, thì là tìm ông này và để mà xử lý ông này, bởi vì có rất là nhiều người không thích ông này, vì như anh chị biết rồi, trong một thời kỳ rối ren về lịch sử, có người thì thích độc lập, có người thì không thích như vậy, hay là có những người thích tụ vào nhau nhưng người ta không thích vậy, thì ông tìm kiểu cách là trừ khử Sakamoto Ryoma. Thì cái khu phố mà cái khách sạn mà 3 tuần trước vậy, thì nó ở cái vùng mà những cái lữ quán rất là nhiều, và ông này ông ở đó và cũng bị truy đuổi ở đó và chạy một khoảng nữa thì đến gần cái chùa, gần cái di tích lịch sử văn hóa mà hình như bây giờ đã được là công nhận là di sản văn hóa thế giới, là Kiyomizu-dera, cái chùa Thanh Thủy ấy. Thì ở gần đấy có cái mộ của Ryoma. Thì đại khái là cái khu đấy thì cách đấy đúng 3 tuần lang thang quanh đấy, khu nói chuyện rất là nhiều. Và mình đi vào ngày Kyoto là ngày 13-14 tháng 11, thì ngày 15, chính ngày 15 tháng 11 đấy là cái ngày mà được coi như thôi ạ, bởi vì ngày xưa là sinh ngày nào thì các cụ viết là có thể là sẽ không được, được coi như là ngày sinh của Ryoma. Nhưng mà ngày ngày đó cũng là cái ngày mà ông ấy bị ám sát. Thì đấy là những cái câu chuyện mà liên quan đến nhân vật Ryoma này. Nếu mà anh Bình đây thì có thể là anh sẽ bổ sung thêm một chút nữa, và cái anh cũng đã gửi cho các anh chị ở trong cái phần Zalo rồi. Nhưng mà nhân vật Ryoma này thì có thể là cả những cái câu chuyện rất là dài
trong lịch sử của Nhật Bản, mình cũng có thể thật sự là đến. Có một cái ý cuối cùng Hà muốn chia sẻ một chút này. Khi mà Hà quan tâm và tìm hiểu về cái lãnh đạo Nhật Bản, và có thể là sẽ giải thích, chị Thu Giang thì giải thích về mặt học thuật rất là nhiều những cái kiến thức khác nhau, tại sao Việt Nam khác Nhật một cái nền tảng như vậy, những cái nhận thức. Nhưng mà lúc đấy là có cái phần văn minh và bị khai phá văn minh ấy. Cái này rất là tuyệt vời, cái đi quan điểm rất là hay, là gì, người Nhật, nếu mà theo cảm nhận của Hà ở đây khoảng 20 năm, người Nhật thực sự họ rất open mind. Có nghĩa là gì, họ sẵn sàng, có thể là họ có thích hay không thích làm câu chuyện, nhưng sẵn sàng lắng nghe và để xem mình có thể sử dụng được cái gì đó. Ngay cái chuyện chữ viết của người Nhật ngày xưa cũng hoàn toàn là sử dụng theo chữ Hán, nhưng dần dần họ thấy rằng thì nó rất là khó, họ mới có thêm cái bộ chữ cứng, chữ mềm, vân vân. Và có một cái nữa rất là hay là nữ, thường mọi người nghĩ rằng là nữ giới ở Nhật Bản thì có thể là bị không công bằng này kia, nhưng mà từ ngày xưa ấy là nữ giới đã được coi như là một lực lượng là rất là được chú ý để mà cho biết chữ, và có rất là nhiều tiểu thuyết gia. Chị Thư Giang chắc thì đã sẽ có thể bổ sung thêm cái phần này ha, là nhiều tiểu thuyết gia từ ngày ngày xưa xưa của Nhật Bản, từ thời lại những cái tiểu thuyết đầu tiên đấy là do nữ giới viết ra. Và bởi vì người ta ở trong cái cung và người ta gọi là những con người rất là được dạy về văn học, về lịch sử, được dạy về những cái sự cảm nhận của nghệ thuật ấy, thì người viết ra rất nhiều cái áng văn thơ tiểu thuyết, thì nữ giới của Nhật Bản từ ngày xưa đã như vậy. Và chị Thu Giang có đề cập đến cái Terakoya, thì tình cờ là con trai nhà mình khi mà hồi cách đây mấy năm bạn ấy học cấp 1 ấy, thì cũng học ở trong một cái trường, tức là sau khi học trường chính thống xong thì học thêm, gọi là đến giữ trẻ thì đúng hơn, ở trong một cái chỗ là Terakoya. Nó tên vẫn, cái tên này nó vẫn còn được lưu truyền, coi như là một cái nơi được các em bé đến để được học, được dạy dỗ cả về ví dụ cờ tướng rồi cắm hoa, và người rất là coi trọng. Trong này nó có một cái keyword Hà cũng muốn nhấn mạnh một chút, đó là gì, người Nhật tuy rằng thích văn minh phương Tây, và như là ông Fukuzawa ông đưa vào cái chữ là độc lập thì là mục tiêu của dân tộc, và muốn để độc lập được như vậy thì phải có văn minh. Và trong cái phần văn minh này thì ông rất coi trọng chuyện tự do và công bằng trong cái phần là liên quan đến học thuật và khuyến học, tức là phải học. Thì Terakoya thực ra là từ thời Edo, từ ngày xưa, nhưng qua nhiều đời khác nhau, đến tận thế kỷ 21 bây giờ, cái khái niệm về Terakoya là cái khái niệm mà dạy cho trẻ về những khái niệm bình dân và những phần văn hóa như cắm hoa, trà đạo, rồi những cái thứ mà thuộc về văn hóa dân tộc của họ rất là quan trọng. Thì đây là có thể là một cái sự thú vị các anh chị có thể tham khảo thêm, là tại sao cái nước Nhật nó rất là thú vị, rất là thích văn hóa phương Tây, khoa học kỹ thuật rất phát triển, nhưng cái văn hóa dân tộc của họ giữ được rất là tốt, bởi vì họ không bao giờ phủ nhận những cái trước, những cái thành quả phía trước của những cái chế độ trước, kể cả chế độ trước nữa, không phủ nhận, mà họ kế thừa, kế tiếp, và qua và chứng minh được qua cái thời Edo thì tiếp tục phát triển của những cái thời trước. Và trong thời Tokugawa từ 1600 á, cho đến trước khi Meiji canh tân đến nữa, thì cũng có những thành quả như vậy. Và chính những cái con người kiệt xuất này được sản sinh ra trong cái thời Edo, bởi vì có những cái sự tự do học thuật, hay là ông ví dụ thầy gọi là Ogata Sensei, Kwan Sensei, là những cái người mà đã đưa những cái luồng liên quan đến chữ viết rồi văn minh học về Hà Lan học, như lúc nãy chị Tu Giang cũng đã nói rồi. Thì mình không thể có một cái tương lai nếu chúng ta phủ nhận quá khứ và chúng ta không tôn trọng quá khứ và không chắt lọc ấy. Thì đây là những cái thứ mà về mặt cá nhân của Hà thì Hà thấy rằng là khi mà học hoặc là nói chuyện về văn hóa của Nhật Bản, hay là cái văn hóa lãnh đạo của Nhật Bản, thì cái những nhân vật kiệt xuất này mình học những cái điểm đó, tức là họ biết dẹp đi những cái riêng ạ, từng cái hàn, từ cái phiên khác nhau họ dẹp được cái tất nhiên là họ vẫn luôn luôn có tính toán rồi, nhưng họ biết vượt lên được cái đó, và họ vì cái chung. Thì cái này là cái thứ nhất mình chúng ta có thể học được từ cái Nhật Bản. Cái thứ hai đó là chế độ công chức của Nhật Bản từ rất sớm họ đã đưa vào rồi. Thì cái này cái nó hơi lạc đề một chút, nhưng mà cái này thì họ cũng nói, nó cũng là cái chế độ tự trị địa phương và trung ương tập quyền này đến bây giờ nó vẫn như vậy, thì nó kế thừa một cái lịch sử từ ngày xưa của các phiên, của các cái lãnh địa, các lãnh chúa một cái, trong một cái đất nước Nhật trải dài từ Bắc xuống Nam, khá là giống với địa lý của Nhật, của Việt Nam, nghĩa là rất là dài. Và họ rõ ràng là mỗi một cái địa phương họ có những cái thế mạnh riêng nhất định, thì chỉ có những người địa phương họ mới có thể làm được. Thế thì hiện nay cơ chế thể chế ổn định của Nhật Bản, họ học tập được gì từ quá khứ đó, gì là vẫn là tự trị địa phương và có trung ương tập quyền, có cả hai, và phân luồng rất là rõ trong những cái vai trò hay là hỗ trợ lẫn nhau. Vâng ạ,
Và công chức Nhật Bản thì đến tận bây giờ cũng giống như ngày xưa thì rất là tâm huyết và chấn hưng đất nước ngoài những vấn đề như vậy. Thế thì Hà cũng xin phép được dừng lại đây một chút. Đây là một vài những cái mà liên quan đến văn hóa doanh nghiệp Nhật liên quan đến lãnh đạo. Thì thực sự mà nói thì nó vẫn học tập từ ngày xưa, đó là bình đẳng, sáng tạo, đoàn kết. Và họ thực sự là coi trọng cái sự trường tồn của đất nước và của các doanh nghiệp nhiều, nên họ vượt qua được những cái lợi ích của cá nhân hoặc lợi ích nhóm, và họ tạo nên được những câu chuyện thần kỳ như là ngày hôm nay chúng ta cũng có muốn nói một chút đấy, về canh tân minh trị Nhật Bản. Thì có thể là sự thành công này Hà vẫn xin phép để cho nháy nháy giống quan điểm của chị Tu Giang, đó là có nhiều cái cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên mình có thể nhìn được những cái sự trường tồn và cái teamwork làm những cái điều cực kỳ quan trọng. Và nói chung là chẳng cái nghén nào làm nên mùa xuân cả. Chúng ta sẽ phải có những tầng lớp trí thức, phải có những cái người xuất sắc, có những người vì đất nước thì mới có thể tạo nên được cái sự tốt đẹp hơn cho đất nước và cho tương lai. Hà xin phép dừng phần chia sẻ đấy. Anh Quang ơi. Anh Quang ơi, anh đang có đang mute à, vâng. Ok. Anh Quang mở mic lên anh ơi. Mở mic go ở trên máy tính anh. Bỏ tai nghe thôi. Ok ạ, rồi ạ, em nghe đến đây rồi ạ, mời anh ạ. Từ nãy giờ thì là tất cả mọi người đã, anh Bình, chị Thu Giang, chị Nguyễn Việt Hà đã nói rất là nhiều về canh tân minh trị, những cái tiền đề để cái cuộc canh tân minh trị có thể nói là thành công. Bởi vì dẫu sao thì nó có thành công thì nó mới có cái nước Nhật ngày hôm nay, đúng không ạ? Ở đây thì mình có một số cái điểm mà tôi cho rằng là khá lý thú. Cái điều đầu tiên ấy, không biết là này có phải không, nhưng Nhật Bản họ hình như họ sở hữu được một cái key về công nghệ lõi. Một cái bằng chứng được đưa ra đó chính là việc cái kiếm của Nhật thì rất được, từ thời kỳ trung đại đã rất được, và đặc biệt là đến cái thời kỳ châu Ấn Trạm thì đã rất được các cái nước như là Trung Quốc hay là các nước Nam Dương, tức là Đông Nam Á theo cách gọi của người Nhật Bản, người ta ưa thích nó. Và cái thanh kiếm samurai thì đến bây giờ vẫn rất là được ngợi ca. Thế thì hình như có một cái việc đó là cái kỳ công nghệ, tức là cái luyện thép và luyện kim, nó cũng tạo ra một cái tiền đề nhất định. Bởi vì chỉ sau cái cuộc minh trị duy tân chỉ có vài chục năm thôi thì người Nhật đã có thể đóng được khu trục hạm tàu phóng lôi để mà đánh thắng được cái hạm đội Bắc Dương, mà cái thời điểm đó là đứng thứ 8 thế giới. Thì cái điểm này thì tôi cũng không rõ lắm, thế nhưng mà liệu nó có phải là một cái nét bổ sung cho những cái tiền đề thành công của cái minh trị hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về trường hợp của Fukuzawa thì mọi người đã tất cả các diễn giả đã nói rất là nhiều về cái vấn đề về dân tộc. Tuy nhiên còn có một cái khía cạnh nữa, đó là Fukuzawa không chỉ cổ vũ tinh thần dân tộc mà ông ấy còn có một cái điểm rất đặc biệt, đó là ông ấy cổ vũ tinh thần dân quyền. Đó, cái này là khác nhé, cái dân quyền. Và ông ta nói rằng là nếu mà chính phủ mà không phản ánh đúng cái nguyện vọng của người dân thì chúng ta sẽ phải đường hoàng đấu tranh để chính phủ giành, để đấu tranh với chính phủ để mà để giành lại hai cái chữ tự do dân quyền. Thì ông ta cũng đề cập tới cái việc đó là phải trọng dân quyền và coi nhẹ chính phủ. Đó. Cái điều này nó cũng có một cái điều rất là phù hợp nữa, đó là cái người Nhật người ta có đủ cái cơ tầng, có đủ các cái động lực, các cái giai tầng cần thiết để người ta ủng hộ cho những cái nhà cải cách của nước Nhật dưới thời kỳ minh trị. Một cái điểm nữa mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là cái tinh thần cầu học mà khi nãy như là chị Thu Giang thì có chia sẻ đấy, mình gói thêm một chút, đó là cái tinh thần cầu học của người Nhật cực kỳ cao. Từ cải cách Taika đến cái thời kỳ Nara thì người Nhật người ta đi du học ở gọi là Trung Hoa hay là đế chế Đại Đường đấy. Và rất nhiều người, rất nhiều những cái du học sinh của Nhật Bản thì làm quan cho nhà Đường.
Thậm chí là có một cái ông thì ông ấy còn làm nó như kiểu là thống đốc tiết độ sứ của An Nam đó. Và bản thân những cái người này khi mà người ta đi học về, người ta học ở ở cái kinh thành Nara của Cố đô Nara của họ thì cũng hoàn toàn cấu trúc theo kiểu Tràng An của nhà Đường. Và khi mà người ta đi học về thì người ta đem về Nhật Bản rất rất nhiều những cái kiến thức để mà phát triển cái đất nước. Đấy, rồi thì đến thời kỳ Minh Trị cũng như vậy, cái phong trào du học phương Tây của họ cũng rất là thịnh. Thế thì cái điều này thì nó khác, rất khác với cả người Việt Nam. Người Việt Nam thì cá nhân mình thôi, mình cho rằng là người Việt thì khá là thụ động. Đó, cứ cái gì mà chúng ta cần ấy thì là theo các cái guồng quay của lịch sử, của xu thế thời đại thì nó sẽ đến với chúng ta. Thế và rồi thì chúng ta sẽ thúc động học. Đấy, thúc động được khai hóa về văn minh. Đó. Và chúng ta học ấy, thì cái việc đầu tiên của chúng ta học lại không phải là cái việc mà để chúng ta phú quốc cử binh. Đó, mà là cái việc của chúng ta học là để đánh trả lại những cái ông thầy của mình, ví dụ như là chúng ta sẽ học nho của Trung Quốc này. Đó, để chúng ta tiến hành những cái cuộc kháng chiến này, cho nên là chúng ta tiếp cận rất nhiều những cái giá trị của phương Tây, và rồi thì chúng ta cũng sẽ đánh đuổi người Pháp ra khỏi cái lãnh thổ. Thì cái điều đó cũng là một cái sự rất là khác biệt. Nó khác biệt cực lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản. Cá nhân mình cho rằng đó là tinh thần cầu học. Cái điểm thứ tư nữa đó là trong cái bối cảnh thế giới cận đại thì không phải chỉ có một mình Nhật Bản muốn canh tân. Đó, mà Trung Quốc cũng có canh tân, cũng có. Chúng ta có thể lấy ví dụ đó là phong trào Dương Vũ, rồi tiếp tục đó là Bách Nhật Duy Tân, đúng không ạ? Rồi Việt Nam thì có Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, vân vân. Siam hay là Thái Lan ngày nay người ta cũng có cải cách. Và cải cách của chúng ta để ý rất nhiều tới cải cách của Minh Trị, nhưng chúng ta lại không để ý tới cải cách của Siam dưới các triều đại Chomolungkut đệ tứ và Chomolungkut đệ ngũ. Đó, thì cái lăng kính của chúng ta nhìn về Siam thì chúng ta lại hoàn toàn thiếu vắng. Với Việt Nam thì sao ạ? Có một cái có rất là nhiều bạn hỏi trong cái mối tương quan so sánh như vậy, thì có rất là nhiều bạn hỏi thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ, một cái hình ảnh ví dụ minh họa thôi. Đó, đó là Đại Nam đến cái thời kỳ Gia Long Minh Mạng thì có thể nói là đạt đến cái mức độ cực thịnh, đến nỗi là người phương Tây người ta sang thì người ta không phải gọi là Vương quốc An Nam hay là An Nam, mà người ta gọi là Đế quốc Đại Nam, Đại Nam Đế quốc. Chứng tỏ là cái sức phát triển của cái nhà Nguyễn đến cái lúc đấy nó đã là cực đỉnh rồi. Tuy nhiên có một cái điểm mà rất là buồn cười, đó là chúng ta, các vị hoàng đế của chúng ta đã cho đúc cửu đỉnh và tiếp tục đúc cửu vị thần công, tất cả là toàn bằng đồ đồng. Có nghĩa rằng là như mình cảm nhận ấy, có nghĩa rằng chẳng ngay cả cái thế giới cận đại khi mà gió Tây thổi bạc, gió Đông thành thị lấn át nông thôn, thì cái tư duy của người Việt trong những cái thời buổi đầy sóng gió như vậy vẫn là tư duy của thời đại đồ đồng. Đó, vẫn là tư duy của thời đại đồ đồng. Và bản thân người Việt Nam cái thời điểm đó không cảm nhận thấy rằng là mình có nhu cầu phải cải cách, hay không cảm nhận thấy rất rõ ràng rằng là nếu chúng ta không cải cách thì chúng ta sẽ mất nước. Đó. Cho nên những cái tiếng gọi rất là tha thiết của Nguyễn Trường Tộ, tôi thời sinh viên tôi có đọc Tế Cấp Bát Luận, Lục Lợi Từ, Thiên Hạ Đại Thế Luận của Nguyễn Trường Tộ, thực sự là đọc xúc động, rất là xúc động. Đó, thì tất cả những cái tiếng gọi tha thiết như vậy thì cuối cùng đều chìm vào quên lãng, và để lại hai cái câu thơ mà cho tới tận bây giờ người đọc ta vẫn còn rất là day dứt. Nhất túc tái thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên cơ, một bước lỡ ngàn năm ôm hận, ngoảnh đầu nhìn lại cơ đồ trăm năm. Với cá nhân tôi cho rằng là khi nhìn trên một cái lăng kính đối chiếu giữa cái bối cảnh chúng ta tạm gọi là Viễn Đông đi, với cái thời đại mà
tự do thương mại đã hết và bắt đầu bước vào thời đại thực dân, thì người Việt Nam chúng ta không có đủ các cơ tầng dày dạn giống như là chị Phạm Thu Giang hay là Nguyễn Việt Hà, anh Nguyễn Cảnh Bình đã nói. Chúng ta thiếu hẳn các cái giai tầng, các cái lực lượng cần thiết nhất để chúng ta có thể tiến hành canh tân đất nước. Và bản thân người Việt Nam cũng không có cái thời điểm đó, chúng ta cũng không có nhu cầu canh tân. Đó. Và kết cục thì như mọi người đã rõ, chúng ta mất nước. À, cái giá phải trả đó là thôi thì chúng ta không chủ động cầu học, chúng ta không muốn đi học thì người Pháp người ta đến người ta dạy chúng ta. Đó, và chúng ta thụ động học và để làm gì? Cả cái hành trình của Việt Nam thụ động học ấy, là cuối cùng là chỉ để đánh được Pháp thôi. Đó. À, những cái ngay cả trong những cái thời buổi à, chúng ta thụ động học như vậy à, Phan Chu Trinh có nói tới 10 điều bi ai của dân tộc Việt Nam thì à, chúng ta vẫn không tạo dựng cho mình một cái cơ tầng cần thiết để quốc gia phú cường đó, để có được một tư tưởng dân quyền thật sự. Và à, những cái di chứng, những cái hậu quả thì có lẽ rằng là mong rằng mọi người sẽ bàn thêm. Còn phần này thì mình sẽ tạm chưa nói tới bộ à, rất là cảm ơn mọi người. Vâng ạ. À, cảm ơn anh Quang. Thì anh Bình cũng xin phép được ao trước một chút, nên là Hà sẽ dẫn tay anh Bình trong cái phần tiếp theo. Hà thì cũng đã nhận thấy là các anh chị em rất là quan tâm, và chúng tôi đã nhận được vô cùng nhiều câu hỏi trong này. Chị Giang ạ, anh Quang ạ, hiện nay á thì có, vì thời lượng của chúng ta cũng khoảng tầm 15-20 phút nữa thì chúng ta sẽ gọi là theo đúng lịch trình thì sẽ kết thúc cái phần này. Thì Hà cũng sẽ hỏi một vài câu, trong có rất nhiều các câu hỏi mà các bạn đã gửi hỏi chúng tôi á, thì trong cái phần nói chuyện của anh Bình cũng như của chị Thu Giang đã giải đáp rồi, đặc biệt là những cái câu liên quan đến là tại sao mà ngày xưa cùng cái kiểu như vậy mà Việt Nam thì lại không canh tân được mà bên Nhật thì lại làm được. Thì qua những cái câu chuyện của chị Giang nói về thời Edo, có nghĩa là cái thời trước khi thời Minh Trị, thì đã có rất nhiều cái yếu tố khác nhau nó làm tiền đề rồi. Thì Hà xin được hỏi thêm chị Giang một câu này được không ạ? Vâng ạ. À, câu hỏi của bạn Tuấn An là một câu hỏi, bạn hỏi rất nhiều câu thì Hà cũng có những cái câu hỏi mọi người đã trả lời rồi, thì Hà xin hỏi. Đó là trong cuộc, có câu này hay ạ. Trong cuộc duy tân minh trị thì cải cách là nhân tố nào là quan trọng nhất? Và có cái sự ưu tiên gì trong các cái cuộc cái phần cải cách hay không? Ngoài ra thì khi mà Nhật Bản đã xong cái phần canh tân như vậy xong thì chuyển lên một cái giai đoạn là phát xít hóa, thì chị có thấy là đây có phải là cái kết quả tất yếu của duy tân minh trị hay không? Và nếu mà chị có thể được thì chị có thể nói thêm một chút, nếu mà còn thời gian, về cái chuyện là câu chuyện của Nga Nhật có cái cuộc chiến tranh như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đối với chúng ta hay không, và đối với Việt Nam đấy ạ, và nó có thật sự là một cái bước ngoặt cho quân đội của Nhật hay không, hay là từ trước đó? Nó hơi nhiều câu hỏi nhỏ một chút, thì xin mời chị Giang có thể comment không ạ? Tôi nghĩ rằng đây là hai cái câu hỏi rất khó đấy ạ. Vâng. Vâng, rất là lớn. Vâng, thứ nhất là cái cải cách lớn nhất trong cái lĩnh vực nào đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ rằng thực ra ấy, tôi đánh giá rất cao cái cuộc Minh Trị Duy Tân ở những cái cải cách, thứ nhất là về tư tưởng ạ. Về nhận thức của người Nhật, về văn minh ấy, tức là họ đã thay đổi, tức là như ví dụ như là những cái người, những nhà tư tưởng như là Fujikichi đã phê phán những cái lối sống, những cái suy nghĩ hủ tục của người Nhật, và người ta cho rằng đấy là cái lối sống nó không văn minh, nó rất là dã man chẳng hạn như vậy. Và người Nhật ấy, nếu mà muốn bước lên văn minh thì người Nhật phải thay đổi từ cái cách, từ cái giữ gìn vệ sinh đến cái thay đổi cách, về cách nhìn nhận về bình đẳng giới, ví dụ như vậy. Ví dụ cái thời điểm đó thì đàn ông Nhật vẫn có được quyền lấy 2-3 vợ, và bản thân Fujikichi cũng là cái người đã phê phán cái lối suy nghĩ như vậy, và ông ấy cho rằng là mỗi gia đình chỉ được có một vợ thôi là thứ nhất, và khi mà chia tài sản cho các con thì ông ấy đã chia đều cho cả con trai và con gái, có nghĩa là con gái cũng được chia đều của hồi môn. Ví dụ như vậy, thì đấy là cái thứ nhất là cái cách phê phán những cái lối sống phổ tục của người Nhật. Cái thứ hai là cái cải cách về mặt chính trị, tức là xây dựng cái hệ thống chính trị, bắt đầu từ cái việc là xây dựng hiến pháp. Có thể nói là hiến pháp Minh Trị là cái hiến pháp đầu tiên vào trong cái thời cận đại của châu Á.
Và đấy cũng là một cái gì ạ, một cái xác định đường hướng rất là đúng đắn của chính phủ Nhật cái lúc đó, để mà xây dựng được một gọi gì ạ, một cái đất nước quân chủ lập hiến thì họ phải có hiến pháp. Và trong cái hiến pháp đó họ cũng bị gọi là ép buộc phải đưa những cái khái niệm cận đại của phương Tây vào, thì phương Tây mới chấp nhận cái gì ạ, cái việc mà ký kết các cái hiệp định, hiệp ước với bình đẳng với Nhật Bản. Và trong cái quá trình mà đưa những cái khái niệm của phương Tây vào như vậy ấy, thì trong bản thân cái xã hội Nhật ấy cũng gặp rất nhiều những vấn đề, rất nhiều những cái mâu thuẫn. Và trong cái nghiên cứu của mình cũng đưa ra một cái trường hợp thôi, đấy là cái khái niệm về tự do tín ngưỡng. Khi mà xây dựng hiến pháp mà Minh Trị ấy, thì chính phủ Nhật đã buộc phải đưa cái khái niệm tự do tín ngưỡng vào. Mà đấy là cái yêu cầu của các nước phương Tây. Và khi mà đưa cái khái niệm tự do tín ngưỡng vào ấy, thì nó đã mâu thuẫn với cái chính sách của chính phủ Nhật Bản lúc bấy giờ. Bởi vì họ đã đưa thần đạo lên làm cái quốc giáo, và họ bắt buộc mọi người dân đều phải theo cái thần đạo đó. Nó giống như là một cái tư tưởng chính thống. Và khi mà họ đưa một cái điều luật về gì ạ, về tự do tín ngưỡng, thì có nghĩa là họ sẽ cho phép người dân được lựa chọn đúng không, một cái tôn giáo, một cái tín ngưỡng cho mình. Nhưng mà trong khi họ lại thực hiện một cái chính sách là ép buộc người dân phải theo thần đạo, thì nó đã gây ra một cái rất khó khăn trong cái việc là lý giải cái khái niệm tự do tín ngưỡng như thế nào. Và cái điều đó ấy, nó cũng làm cho cái giới tôn giáo ấy, đúng không, nó nảy sinh rất nhiều những cái cách nghĩ, cách hiểu khác nhau về tự do tín ngưỡng, và đã diễn ra những cái cuộc tranh luận. Và đương nhiên là những cuộc tranh luận vào cái thời kỳ đó thì dẫn đến những cái cuộc gọi là ám sát. Bởi vì là họ gì ạ, người Nhật ấy không phải là đến cận đại đâu thì họ mới gì ạ, mà họ mới cái gọi gì ạ, cái những cái mâu thuẫn về tư tưởng nó mới đẩy lên thành những cái bi kịch rất lớn. Không phải là được cận đại mà trước trước đó, từ thời trung thế đến thời cận thế, trước cận đại thì cái đó đã xảy ra trong xã hội Nhật rồi. Tức là khi mà người ta đưa ra một cái hệ tư tưởng của họ, và họ sẽ bảo vệ cái hệ tư tưởng đó bằng cả cái tính mạng của mình. Và vì vậy nó mới hình thành nên những cái hệ tư tưởng rất là mạnh, rất rất là lớn và rất là mạnh mẽ đến như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng rất khác với các nước châu Á. Ở Trung Quốc thì có thể hơi khác một chút. Thế nhưng mà ở ví dụ Việt Nam ấy, mà để tìm ra được một cái nhà tư tưởng có một cái hệ tư tưởng mà họ có thể dấn thân bằng cả cái tính mạng của mình ấy, thì đấy là một cái điều mà rất rất khó có thể tìm được ở trong cái gọi là lịch sử tư tưởng của Việt Nam. Trong khi ở Nhật ấy, thì những cái nhà tư tưởng đó rất rất là nhiều ạ. Như vậy mà vâng. đấy là những cái cải cách, tôi nghĩ là đánh giá rất cao những cái cải cách về tư tưởng, về mặt chính trị, về giáo dục, về văn hóa. Chứ còn cái thất bại, tôi nghĩ rằng thất bại của cái công cuộc Minh Trị Duy Tân đó chính là về tư tưởng chính trị. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là cái cuộc Minh Trị Duy Tân là cái cuộc gọi là gì ạ, đi theo cái con đường là khai hóa văn minh, đúng không ạ, tiếp thu văn minh phương Tây. Thế nhưng mà những cái đó nó chỉ xảy ra ở những cái bình diện, ví dụ như là văn hóa, như là hệ thống chính trị, xây dựng hệ thống chính trị thì họ hệ thống hiến pháp thì họ theo phương Tây. Thế nhưng mà cái tư tưởng chính trị ấy, thì họ lại đi ngược chiều, họ lại quay trở lại cái thời cổ đại với cái tư tưởng là vương chính phục cổ. Vương chính phục cổ có nghĩa là gì? Họ xây dựng cái triều đình của thiên hoàng trên cái cơ sở là phục cổ, tức là quay lại cái thời cổ đại, quay lại cái thời kỳ cổ đại. Và họ lại theo cái chủ nghĩa quốc gia dân tộc rất hẹp hòi, và đẩy cái thần đạo lên thành cái quốc giáo, và từ đó đẩy cái gọi là cái chính phủ Minh Trị lên thành một cái chính phủ nó mang tính chất khá là quân phiệt, mà với một cái vị ở dựa trên cái nền tảng là tư tưởng quốc gia dân tộc hẹp hòi. Mà tôi nghĩ rằng, và cũng phải nói một cách rất là thẳng thắn là bản thân Kuzakichi cũng là một cái người thì với cái thuyết thoát hóa luận, thì ông ấy cũng đã rơi vào cái gọi là gì ạ, cái vết xe của xe đổ của cả cái hệ thống chính quyền Minh Trị bây giờ ạ. Vâng, chị Giang ơi, chị lý giải rất hay, vâng, tuyệt vời. Có mấy cái điểm này, câu hỏi của bạn chắc là bạn đã nhận được câu trả lời rồi, tức là cả những phần mà về tư tưởng văn minh, giáo dục văn hóa, là những cái thứ mà văn minh của phương Tây được đưa vào và thấm nhuần rất là sâu và
phía trong xã hội Nhật bây giờ. Hà có xin được comment thêm một chút thôi, bởi vì mình sống ở trong xã hội Nhật khá là lâu và cũng làm việc cùng những người Nhật, và đồng thời mình quan sát những cái văn hóa, lịch sử cũng như là những cái câu chuyện mà chị Giang vừa chia sẻ bây giờ. Thì thực sự mà nói, cái sự tự do tín ngưỡng ở Nhật Bản mình phải xin phép là để cho nháy nháy. Bởi thật sự là người Nhật bây giờ, có rất nhiều người Nhật nói chuyện rất là nghiêm túc, tranh luận thì với bọn mình thì đều nói rằng là thật sự nhiều khi chúng tôi không biết là cái đất nước này nó đang là cái tín ngưỡng gì. Bởi vì sao? Các bạn có thể tưởng tượng là về mặt tư tưởng mà nói chung ấy, thì nó gần giống Việt Nam, có nghĩa là lương giáo, có nghĩa là không có, người ta không coi là họ thuộc về một, không phải là con chiên, hay là không phải thuộc về là Phật tử thực sự, hay là những cái gì đó. Nhưng họ vẫn đi đền thần đạo này, vẫn đi cả chùa này, vẫn đến tất cả đền thờ. Và khi mà cưới ấy, thì theo cái kiểu văn minh phương Tây là thích, theo kiểu là theo kiểu phương Tây thì sẽ là tổ chức đám cưới tại nhà thờ. Và cái đặc biệt ở nhà thờ của Nhật Bản là họ có một cái phần riêng dành đặc biệt cho cái nhu cầu đó của các đôi cặp đôi của Nhật Bản, là gì, các cha xứ có thể là cho phép đám cưới và công nhận đám cưới này, nhưng kể cả là những người không phải thuộc trong đạo Thiên Chúa. Đấy rất là đặc thù của Nhật Bản. Nhưng khi mà chết đi thì một người lại đi lên chùa và được mời các sư thầy về cúng tại nhà và làm các cái lễ nghi tại chùa. Đây, cái điều này nó xảy ra chính trong cái cuộc sống ngày hôm nay. Và như là chị Giang hay anh Bình hay là Hà cũng chia sẻ, hay là anh Quang cũng chia sẻ nãy giờ, đó là cái câu chuyện nó trải dài rất là dài và nó ảnh hưởng, có những cái thứ mà mình nghĩ rằng là có thể xảy ra trong thời điểm cách đây có những 100 mấy chục năm, 200 năm, nhưng mà thật ra là nó vẫn đang có những cái ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay là như vậy. Thì về cái khía cạnh mà liên quan đến tự do tín ngưỡng thì Hà cảm nhận rất là rõ những cái điều chị Thu Giang vừa phân tích, và đồng thời về chính trị Nhật Bản cũng như vậy. Các bạn, các anh chị và các bạn ở đây thì cũng biết về những câu chuyện liên quan đến hoàng gia của Nhật Bản, rất nhiều tranh cãi bây giờ, tại sao lại thế này hay tại sao lại thế kia, tại sao những công chúa của Nhật Bản khi mà đi lấy chồng thì lập tức bị ra khỏi hoàng gia, bởi vì họ coi là cái sự thuần khiết của cái dòng vương triều thiên hoàng Nhật Bản là được phải được coi trọng, và hơn 1.000-2.000 năm nay là tiếp tục như vậy. Thì đây thực sự là một cái ý rất là hay, nhưng mà nếu mà chúng ta sẽ tiếp tục nói câu chuyện này có thể là chúng ta sẽ nói đến hết ngày mai nữa. Vâng, thì em xin được gửi thêm một câu hỏi liên quan đến cái phần này, nếu mà anh chị có thể nói thêm được, đó là có một câu hỏi. Thực ra thì có thể là các anh chị ở đây cũng có những quan điểm riêng, thì là lao động của Việt Nam á, hiện nay thì thực ra là sang Nhật Bản rất là nhiều. Câu chuyện là về tại sao mà những người lao động của Việt Nam đi sang bên này thì lại câu hỏi này của bạn Xuân Quang lại không được cái sự chuyên nghiệp như là cái nhiều cái người lao động Việt Nam ấy, như nhiều quốc gia phát triển khác. Thì theo chị Giang hay là anh Quang á, thì tính cách nó có phải là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của canh tinh minh trị của Nhật Bản hay không? Cái sự tính cách ấy, tính cách của dân tộc, thì cái câu chuyện này nó cũng lại một câu chuyện khá là lớn nữa. Thì xin mời hai anh chị, có thể em sẽ mời chị Giang trước ạ, rồi sau đó em mời anh Quang chia sẻ thêm. Em xin phép được chia sẻ được không ạ? Xin phép anh Quang. Xin mời chị ạ. Mình nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị ạ. Và nếu mà chắc nói đến câu chuyện này thì mất mấy trang chắc cũng không hết ạ. Nghĩ là như vậy. Bởi vì là như này ạ, cái tính gọi là gì ạ? Pro ishiki desu ne, cái gọi là tính chuyên nghiệp ạ. Vâng. Thì nó cũng không phải xuất hiện trong cái xã hội mới xuất hiện trong xã hội hiện đại đâu ạ. Tôi nghĩ là như vậy, và nó đã có một cái lịch sử rồi ạ. trong cái lịch sử ở Nhật Bản của Nhật Bản thì người ta đã thấy cái sự chuyên nghiệp rồi. Bởi vì là ngay từ thời cổ đại ấy thì người ta đã có xuất hiện những cái dòng họ mà chuyên đảm trách một cái công việc gì đó, một cái phần việc gì đó, ví dụ một cái tế lễ chẳng hạn, hay là một cái học phái chẳng hạn. Ví dụ như thế, kể cả học phái thì họ cũng gì ạ, họ cũng chuyên nghiệp hóa ở một cái dòng họ, và cái dòng họ đó họ sẽ có gì ạ, ý thức là họ sẽ phải truyền nghề từ cái thế hệ này sang thế hệ khác. Mà trong tiếng Nhật người ta có từ gọi là gia nghiệp ạ. Đối với người Nhật ấy, tức là cái nhận thức, cái ý thức về gia nghiệp của họ cũng rất là thú vị. Tôi nghĩ rằng nó khác hẳn với cái nhận thức về dòng tộc, về huyết thống của các nước châu Á, bởi vì họ khá là thực tế.
rất nhiều trường hợp ấy có khi họ lại không coi trọng cái huyết thống bằng cái gia nghiệp, bởi vì họ có thể gì ạ, hy sinh cái huyết thống để mà duy trì cái gia nghiệp. Nếu như cái người con trai trưởng của mình ấy mà họ không có đủ khả năng, không có đủ tố chất để họ duy trì gia nghiệp, thì cái gia đình người Nhật đó họ có thể nuôi con nuôi, họ có thể tìm một cái người con nuôi mà cái người đó có thể là đệ tử của họ, tức là cái người mà gọi là gì ạ, là có thể kế tiếp cái nghề của họ, và họ có thể truyền cái bí quyết nghề nghiệp của cái gia đình đó. Cái khái niệm, tôi nghĩ là cái khái niệm gia nghiệp là khái niệm vô cùng quan trọng, đi cùng với cái khái niệm IE, tức là cái gia đình của truyền thống của người Nhật. Bởi vì cái IE nó tồn tại được, sở dĩ tồn tại được bởi vì nó có cái gia nghiệp đó, và đấy cũng là cái nguồn gốc của cái sự gọi là gì ạ, cái sự phát triển về mặt kinh tế, về mặt thương nghiệp của Nhật Bản nó khác với các nước châu Á khác. Tôi nghĩ là như vậy, là thứ nhất. Và thứ hai là cái ý thức nghề nghiệp của người Nhật đấy, đúng không ạ? Cái sự gọi là gì ạ, cái sự tỉ mỉ, cái sự gọi là kỳ công ạ, đúng không? Họ coi đó giống như là cái ikigai, giống như là cái ý nghĩa tồn tại của cá nhân mình ấy. Đấy là cái việc mà mình thể hiện mình qua cái công việc của mình, không ai nhờ vào của họ cả. Thế nhưng mà cái việc mà họ cho rằng là tự họ phải làm cái việc đó, tự họ phải nâng cái chất lượng công việc của họ để mà khẳng định cái sự tồn tại của họ. Tôi nghĩ rằng là cái ý thức đó nó rất là cao ạ. Mà có lẽ không, rất khó cái người dân của một cái dân tộc nào mà người ta có thể có được ạ. Và cái ý thức, cái nhận thức đó về gia nghiệp ấy, nó không phải hình thành vào thời Edo, mà trước Edo rất nhiều rồi ạ, thì họ đã hình thành như vậy. Và ở Kyoto bây giờ, nếu mà các anh chị đi, các anh chị có thể thấy, ví dụ như là trước cái Kyoto Gosho, đúng không, có cái hàng Toraya, cái hàng Yokan đấy, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì cái hàng Yokan đó họ đã tồn tại hàng mấy trăm năm rồi, chỉ hàng bánh, hàng kẹo thôi, đúng không ạ? Cái hàng bánh thôi thì họ đã tồn tại hàng mấy trăm năm, chuyên cung cấp bánh, các loại bánh ngọt cho hoàng cung chẳng hạn, đúng không? Và bây giờ, đến bây giờ họ vẫn tồn tại và họ vẫn có rất nhiều cái cửa hàng, đúng không ạ, trên toàn nước Nhật, thậm chí là vào cả những cái trung tâm mua sắm rất là đắt tiền, đúng không ạ? Và họ thay đổi làm sao, đúng không ạ, cho nó phù hợp với cái khẩu vị của người Nhật ở mỗi thời kỳ, để mà họ gì ạ, khẳng định cái sự tồn tại của họ các thời kỳ. Chỉ những cái thương hiệu rượu hoặc là những thương hiệu bánh thôi, đúng không, ở các cái địa phương nhỏ thôi, thế nhưng mà họ cũng duy trì hàng vài trăm năm là một cái chuyện nó rất là bình thường ạ. Mà tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái điểm rất khác biệt giữa hai cái dân tộc, hai đất nước ạ. Xin nói dài, xin anh Quang ạ. Rất là hay chị Đại, em xin mời anh Quang ạ. Có bạn có câu cái hỏi rằng là tại sao mà cái lao động người Việt Nam sang Nhật thì lại không được chuyên nghiệp giống như là các cái lao động của nước khác. Thì cái câu này mình cũng chia sẻ rất là thật thôi, bởi vì chính bản thân ở trong nước chúng ta có cái sự chuyên nghiệp đâu, chúng ta chưa có. Mình có trao đổi với một số cái người bạn phương Tây ấy, thì có được biết rằng là để có thể rèn được cái tính chuyên nghiệp và cái tính kỷ luật trong một cái xã hội ấy, thì chúng ta phải mất khoảng 2 thế hệ, ít nhất là khoảng 30 năm đó. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta thì dường như chưa coi trọng lắm tới cái vấn đề này. Mãi cho tới gần đây khi mà chúng ta bắt đầu mở cửa và khi mà chúng ta có các cái luồng đầu tư FDI vào thì chúng ta mới bắt đầu biết đến tính chuyên nghiệp trong cái làm việc. Thì bản thân cái xuất phát điểm của chúng ta rất là thấp, có thể nói là thấp hơn so với nhiều nước khác. Thì cái điều này nó dẫn tới một cái hậu quả, đó là chính cái bản thân cái người lao động của chúng ta cũng không được trang bị đầy đủ các cái kiến thức hay là các kỹ năng cần thiết, cái sự chuyên nghiệp mà chúng ta đáng ra chúng ta cần phải có để sang một cái môi trường nó khá là thử thách như là Nhật Bản. Về cái câu hỏi thứ hai của bạn, đó là về cái tâm tính của người Nhật, thì mình có đọc hình như là cái cuốn, mình không nhớ rõ tiêu đề lắm, của tác giả người Mỹ, sau khi mà Nhật bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, thì cái bà này, bà có đi phỏng vấn các cái chiến binh người Nhật đã bị thất trận, thì bà ấy nhận ra rằng là người Nhật có được một cái đặc tính rất là quan trọng, đó là nghiêm khắc nhưng lại rất mơ mộng. Cái điều khi nãy mình nói đó là cái tinh thần cầu học của người họ, của họ cực kỳ tốt. Và một cái nữa đó là người Nhật người ta tuân thủ, như là chị Thu Giang chị đã nói rồi, người Nhật người ta tuân thủ kỷ luật xã hội và bảo vệ đến cùng các cái giá trị của họ. Không biết là vì khúc quanh lịch sử hay là vì cái nền tảng văn hóa dày dặn mà người ta bảo vệ, ngay chính đến cả thiên hoàng Minh Trị cũng nói vậy thôi.
ông ta nói rằng là chúng ta bây giờ có đồ Tây này, có hỏa xa này, có tàu chiến này, nhưng chúng ta không được quên một điều duy nhất, đó là chúng ta là người Nhật Bản. Tiếp tục, đó là gì? Cái tâm tính dân tộc nó cũng sẽ đem đến những cái ngã rẽ khác nhau. Khi mà thế giới bước vào một cái giai đoạn đầy sóng gió, đó là Nhật Bản họ là một quốc gia mình gọi là trơ trọi ở giữa biển khơi. Đó. Nhưng mà người Nhật, như cái cách nhìn của mình, phải nói là họ rất là thực dụng và thích khám phá, thích mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Ví dụ như là cách đây vào khoảng 1.400 năm, 1.500 năm chẳng hạn, họ sẵn sàng vong thuyền đi từ đất nước của họ sang tới cả Trung Hoa để mà họ học hỏi. Trên cái hành trình như vậy thì không biết bao nhiêu những cái đoàn thuyền cũng đã bị đắm đó, rồi thì họ lại còn phải trở về cố quốc để phụng sự cái đất nước của họ nữa. Thì những cái điều này cá nhân mình nhận định là chúng ta thật sự yếu hơn người Nhật. Đó, chúng ta có dân tộc tính rất mạnh, nhưng để học hỏi, để khám phá và để tạo thành đặc tính chuyên nghiệp thì chúng ta còn rất yếu. Mình xin hết cái phần chia sẻ và cái phần trả lời cho cái câu hỏi của bạn vừa rồi. Vâng ạ. Cảm ơn chị Giang, anh Quang. Cái câu hỏi này thật sự rất là hay, Hà rất là thích, bởi vì đề cập đến một cái nó về tính cách dân tộc. Thực ra cái này nó trực thuộc về văn hóa. Rồi là về cái văn hóa Việt Nam thế nào từ ngày xưa, rồi văn hóa của Nhật Bản, tính cách của Nhật Bản, tính cách của một dân tộc nó không phải một câu chuyện dễ dàng. Tuy nhiên là Hà xin được bổ sung một chút này thôi, và đồng thời cũng xin được trả lời luôn một câu hỏi của một bạn cũng gửi trực tiếp đến Hà luôn. Bạn Nemo Phan có hỏi là chị có nhận thấy là mô hình xã hội Việt Nam thời Gia Long rất giống mô hình xã hội hiện đại, xã hội Nhật Bản mà chị đã nói hay không, và có nhà vua là nguyên thủ quốc gia nhưng có tổng trấn Bắc Thành Gia Định. Trên thực tế là hai biểu tượng tự trị của Vương quốc. Sau khi Gia Long ra đời thì mô hình này biến mất, tầm nhìn xã hội đi xuống và dẫn đến các sự kiện lịch sử như đã biết. Như vậy có phải nếu chúng ta cần học lại những giá trị cốt lõi của giai đoạn này thì có thể đề xuất các mô hình học hỏi từ truyền thống để ứng dụng trong xã hội hiện đại hay không? Hà sẽ trả lời trước và xin mời các anh chị bổ sung thêm câu hỏi này. Câu hỏi này cũng khá là khó, vì chúng ta lại soi lại một cái sự kiện là lịch sử khi mà mình áp vào một cái nhìn từ hiện đại bây giờ. Thực ra Hà bổ sung cái phần lúc nãy liên quan đến tính cách trước. Đó là gì? Cái câu chuyện về gia nghiệp của chị Giang thật ra là có rất là, đây là một trong những cái chủ đề mà Hà cũng đã nói cái đấy khoảng 2 năm với khoảng 1.000 các anh chị mà bàn về cái câu chuyện làm thế nào để có những cái doanh nghiệp trường tồn. Thì cái câu chuyện về sự trường tồn của các doanh nghiệp của Nhật Bản, như lúc nãy anh Đàm Quang Minh cũng biết ở trong phần chat ấy, những cái doanh nghiệp hơn 1.000 năm, thì cũng xin thưa với các anh chị là có khoảng cái số lượng mà các doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp thực sự luôn là gì, là họ có quản trị và họ có đánh giá doanh nghiệp là gì, có quản trị, có tổ chức, có sự kết nối. Như vậy thì về hơn 1.000 năm thì Hà nhớ không nhầm có khoảng 7 công ty. Những cái công việc chuyên nghiệp như là xây dựng chùa, sửa chữa chùa, sơn chùa, hay là những cái lữ quán ấy, tức là cái nhu cầu mà đi lại thông thương từ ngày xưa của Nhật đã rất là lớn, từ cái thời Nara, từ những cái thời kỳ như vậy, khi mà thời Đường, như là chị Giang cũng đã nói là thời thế kỷ thứ 7, thứ 8 vân vân, thì rõ ràng cái sự tự tôn, tự trọng và coi trọng cái kết quả công việc, sự tận tâm của người Nhật, cái sự tận tâm này đồng ý với anh Quang là chúng ta phải học hỏi nó rất là nhiều. Cái sự tận tâm, cái sự chuyên nghiệp trong cái suy nghĩ là mình làm trước tiên là mình phải đưa cái thành quả đó, là cái người khác nhận cái việc của mình nghĩ là trước, người ta nghĩ chuyện đó trước. Cái sự trường tồn của doanh nghiệp và nó dựa trên những cái yếu tố đó, nó không phải là cái chuyện là liên quan đến binh trị của người Nhật thường tối, và những cái gia tộc hoặc là những cái doanh nghiệp người ta luôn luôn, như chị Giang cũng đã đề cập rồi, là có thể họ không phải là vì lợi ích cá nhân của gia đình nữa, có thể là con nuôi. Bây giờ nó vẫn là như vậy anh chị ạ, có những gia đình hoặc là như ông Honda chẳng hạn, ông không sử dụng con đâu làm quản trị công ty, mà là những người đệ tử, những người thực sự giỏi và những người có thể gìn giữ được cái sản phẩm và thương hiệu. Thì cái này là cái suy nghĩ của người Nhật Bản đã cách đây từ hơn 1.500 năm rồi anh chị ạ, chứ nó không phải là đến gần đây mới có. Và cái câu chuyện về sự gọi là
làm thế nào mà chúng ta có thể trường tồn được như vậy, như họ, từ những cái doanh nghiệp của chính chúng ta, gia đình của chúng ta, những cái gia tộc như vậy. Và họ hàng có mấy cái có thể là từ cái kinh nghiệm và cái nghiên cứu cá nhân của mình thôi, đó là cái sự trường tồn của doanh nghiệp Nhật Bản cũng như là quốc gia của họ, dựa trên cái sự coi trọng về sự tận tâm và coi trọng đội nhóm, như lúc nãy chúng ta đã biết trong cái câu chuyện của chúng ta. Có nghĩa là không một mình thì ta không phải chỉ là vì mình thôi, mà người ta vì cả cái lợi ích chung và lợi ích nhóm. Xin lỗi cái từ là teamwork ấy, không phải lợi ích nhóm, mà là vì lợi ích chung và lợi ích lớn hơn nữa của những cái xung quanh, thì nó sẽ mang lại như vậy. Thì thấy anh Quang cười với câu chuyện này. Cái câu này á, là cái teamwork trong tiếng Anh nó là như vậy, tức là mình bắt buộc mình phải làm sao để mà tận tâm được với cái sản nghiệp của gia đình, nhưng đồng thời là cung cấp cho xã hội, thì mình sẽ tận tâm như vậy. Quay trở lại cái câu chuyện mà học hỏi từ truyền thống của bạn Nemo Phan hỏi Hà, thì Hà nghĩ rằng là mỗi một cái giai đoạn ấy, mình, lúc nãy chị Giang đã trả lời rất là rất là kỹ trong cái phần là Việt Nam khác như thế nào ở với Nhật với cái thời Edo, Gia Long, và cái thời kỳ mà ngay như là trước mình chị như vậy. Thì thật ra nó hoàn toàn khi mà nhà Nguyễn ở Gia Long là thời kỳ đầu tiên của nhà Nguyễn như vậy, mình có cái cơ để mình làm cái gì hay không. Thì thật sự câu hỏi này rất là khó, nhưng mà Hà nghĩ rằng là nếu mà học hỏi truyền thống, nó không phải câu chuyện là liên quan đến cái câu chuyện nhà Nguyễn hay là Gia Long đâu, mà chúng ta học hỏi truyền thống là gì, là chính là những cái tinh thần mà chúng ta có thể làm được luôn và ngay bây giờ. Đó là cái tinh thần chuyên nghiệp hơn, những cái sự tận tâm hơn, và học tập mình nhận được cái sự cởi mở về mặt tư tưởng. Có nghĩa là gì? Cái hôm nay chúng ta bàn đến chuyện là canh tân minh trị. Thật ra nó canh tân ở đây, Hà cũng đồng ý với quan điểm của chị Thu Giang, là liên quan đến tư tưởng, mà đánh giá cao nhất ở cái phần tư tưởng, mà tư duy. Bởi vì sao? Khi mà tư duy ấy mà nó thay đổi thì cái hành động liên quan và đón nhận những cái giá trị mới ấy, nó sẽ sẵn sàng khác hơn rất là nhiều. Thế thì rõ ràng là cái học hỏi truyền thống của Việt Nam ngày xưa, Hà không nghĩ là mình đủ độ open như là người Nhật. Thế nên là chúng ta có thể là không phải là học hỏi theo kiểu truyền thống như vậy. Nhưng chúng ta có những giá trị truyền thống gì? Thứ nhất là những cái giá trị truyền thống gia đình, những cái giá trị ấm áp của làng xóm, mà có thể nếu mà chúng ta tận tâm hơn và chúng ta vì nhau hơn thì có thể mang lại những cái lợi ích cho ngay chính con em của chúng ta và cho cả quốc gia nữa. Thì cái đấy là cái học hỏi truyền thống mà nghĩ là quan trọng nhất. Có nghĩa là phải tư duy, tư tưởng ấm áp, thân tình của gia đình, nhưng nó phải vượt qua được cái chuyện đó. Bởi vì bản thân là Hà cảm nhận là cái sự open của Việt Nam chưa đủ để mà có thể tiếp nhận được những cái sự tự do về mặt tư tưởng và tư duy. Thì bởi vì tư duy nó sẽ quyết định hành động mà. Thế thì có thể là nhờ chị Giang hay là anh Quang bổ sung thêm về cái phần này không? Chúng ta cũng bây giờ nó có khoảng quá 11 phút so với cái dự định của chương trình rồi. Chương trình là dự định là lúc kết thúc là 11 giờ. Thì cũng chắc xin phép được khoảng 3-4 phút nữa. Đến khoảng 11 giờ 15 thì chúng ta có thể kết thúc cái phần hỏi đáp ở đây ạ. Dạ, xin mời chị Giang và anh Quang có bổ sung thêm gì về cái phần liên quan đến câu hỏi về Gia Long không ạ? Gia Long, và nếu mà chúng ta học hỏi truyền thống này thì chúng ta có thể ứng dụng được trong xã hội hiện nay không? Câu hỏi này cũng rất là khó. Mời chị Giang trước đi nhỉ? Vâng, cũng nghĩ là nó không đơn thuần là mình có thể mang cái gì đó từ một nơi nào đó và mang về mình có thể ứng dụng được. Như trong trường hợp Nhật Bản cũng như vậy, như mình cũng vừa chia sẻ trong cái việc mà chính phủ Nhật Bản khi mà đưa cái chỉ một cái khái niệm là tự do tín ngưỡng từ phương Tây vào trong cái hiến pháp minh trị thôi, thì nó đã xảy ra rất nhiều vấn đề, mà thậm chí họ tranh cãi với nhau khoảng 30 năm. Trong suốt 30 năm trong cái giới Phật giáo chỉ về cái khái niệm tự do tín ngưỡng thôi. Phe này thì hiểu như thế này, phe kia thì hiểu như thế kia, và họ đã có những cái hành động theo cái chiều hướng, theo cách hiểu khác nhau. Chỉ đấy là chỉ một khái niệm thôi ạ. Thế cho nên là cái việc mà đúng thực sự là cái việc so sánh hoặc là gì ạ, cái việc mà mình có thể đưa ra ngay một cái bài học nào đó về cái cách thức, ví dụ xây dựng một cái thể chế chẳng hạn, ví dụ thì ạ, đương nhiên cái vấn đề đó rất lớn á, thì nó không phải là một cái điều dễ dàng như vậy. Thì ví dụ như là bản thân Phước Gia Kê Chi, ông là một cái người rất là say mê, đúng không, rất là khâm phục những cái giá trị tâm linh của phương Tây. Thế nhưng mà khi mà về già ấy, thì ông ấy vẫn nhận ra rằng gì ạ, những cái lối sống của người Nhật hay là những cái trang phục của người Nhật, trang phục truyền thống của Nhật Bản, thì nó vẫn phải phù hợp với người Nhật hơn.
và ông cũng quay trở lại với cái lối sống, cái cách ăn uống của người Nhật không phải là bơ sữa hay thịt bò, nó không phù hợp với cái cơ thể của người Nhật, hoặc là những cái bộ quần áo, những bộ vest nó không phù hợp với người Nhật, và ông đã quay trở lại với cái những cái bộ kimono. Thì tôi nghĩ rằng ấy, dù thế nào đi chăng nữa thì cái bài học đặt ra vẫn là gì ạ, vẫn là phải có một cái sự tiếp tiếp nhận có chọn lọc, một cái sự tiếp thu thực sự là có chọn lọc để sao cho nó phù hợp với đất nước của mình ạ. Và một cái ý của anh Quang nói cũng rất là hay là gì ạ, là khi mà người phương Tây đến ấy thì người Nhật đã coi đấy là những người thầy, thế đúng không, hơn là Việt Nam lại coi họ là những cái người kẻ thù, và khi họ mang đến mình cũng không học nữa, đúng không, bởi vì đấy là của kẻ thù mà, đúng không? Còn người Nhật đấy thì trước khi trở thành thù địch, đúng không ạ, với nhau, chiến tranh với nhau, đúng không, trở thành kẻ của nhau, thì họ đã nhận ra rằng đấy là những cái thứ ưu việt, đấy là những cái thứ mà người Nhật phải học, và họ đã làm thân với những người đó, thực sự là những những cái gì ạ, những cái trí thức của Satsuma và Choshu, họ đã xác định ngay từ rất sớm trước Mạc Phủ, trước cả Mạc Phủ họ đã thấy là cái văn minh phương Tây thông qua các cái giáo sĩ là cái thứ mà họ cần phải học, họ cần phải tiếp thu, đúng không? Đấy là những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ, và chính cái đó đã làm đến sức mạnh của Satsuma và Choshu. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái bài học mà rút ra được ấy, nó không dễ ạ. Vâng, nhưng đương nhiên ấy thì những cái tính cách của người Nhật Bản ấy nó là những cái điều kiện vô cùng cần thiết để mà quyết định những cái sự thành công trong cái đường trong cái địa trong Minh Trị Duy Tân, cũng như là những cái cải cách sau này, kể cả đến bây giờ ạ. À, cũng như vậy, những cái sự thành công của người Nhật trong cái xã hội hiện đại, tôi nghĩ là như vậy. Rất hay chị Giang, cái phần mà liên quan đến chọn lọc. Anh Quang sao ạ? Vâng. Mình thì những cái phần mà học hỏi và để tiếp thu các cái giá trị của phương Tây ấy, thì là chị Phạm Thị Thu Giang chị đã nói đầy đủ, quá đầy đủ rồi. Cá nhân mình thì mình sẽ thêm một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ nhìn và nhìn nhận từ khía cạnh của Nhật Bản một cái điểm cũng khá là đặc biệt của họ, rất đặc biệt của họ, đó là sự trân trọng các cái giá trị truyền thống. Ví dụ như là ngay cái thiên hoàng phục cổ, cái thiên hoàng phục cổ tức là gì, tức là họ vẫn cứ đi theo một cái chuỗi quỹ đạo nào đó để họ quay trở về các cái giá trị của chính họ. Hay là chúng ta có thể nhìn thấy cái chế độ Mạc Phủ của họ cũng không phải là chỉ có mỗi thời kỳ Tokugawa, mà trước đó hàng trăm năm họ đã có rồi. Đó. Rồi thì việc hình thành các cái doanh nghiệp gia đình, các cái nền tảng có thể là kéo dài đến cả ngàn năm. Còn người Việt Nam chúng ta thì lớp sau phủ định lớp trước. Đó. Và chúng ta liên tục chúng ta làm ra những cái cú đứt gãy về mặt văn hóa. Một trong những cái điều mà tôi cho rằng khá là đau xót ở Việt Nam, đó là chúng ta không thể nào, lịch sử Việt Nam, suốt cả cái chuỗi hành trình của chúng ta không thể nào nuôi dưỡng ra được một cái gọi là tầng lớp quý tộc. Đó, chúng ta không nuôi ra được tầng lớp quý tộc. Một cái ví dụ như là thế này thôi ạ. Cái ông Nguyễn Ánh lên thì ông ấy sẽ đi tru diệt cái ông Tây Sơn, rồi giết sạch, giết hết. Trước đó thì ông Tây Sơn thì ông cũng giết đi một mớ của ông Nguyễn và ông Lê, ông Trịnh rồi. Đó. Và cả sau này nữa, những cái đó thực sự đó tôi gọi rằng là những cái đau buốt của lịch sử Việt Nam, và nó dẫn tới việc là chúng ta bị đứt gãy rất là nhiều, chúng ta thiếu đi những cái giá trị, những cái nền tảng cốt lõi, để và thậm chí là đến giờ chúng ta cũng rất băn khoăn rằng là giá trị cốt lõi là của chúng ta là gì, cái giá trị truyền thống nào của chúng ta cần phải giữ. Thì chúng ta trong cái khía cạnh này một lần nữa, mình không muốn so sánh, như vậy một lần nữa chúng ta cũng phải học hỏi thêm của người Nhật. Xin cảm ơn. Vâng ạ, tuyệt vời ạ. Em xin cảm ơn chị Giang, anh Quang. Có rất là nhiều các câu hỏi được hỏi gửi đến, nhưng mà phần lớn thì cũng đã được trả lời ở trong cái phần thuyết trình của chị Giang, anh Bình, Hà thì gọi là chỉ nói bổ sung thêm một chút thôi. Tuy nhiên Hà cũng thấy hoàn toàn đồng ý với các anh chị, cũng như là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi đều nghĩ rằng á là gì, nó cái quan điểm chủ đạo là gì của canh tân nào, hay là bất cứ một cái vấn đề gì thay đổi ấy, nó không thể ngày một ngày hai được, nó sẽ phải trải qua một quá trình hội tụ những yếu tố cần và đủ. Và cái yếu tố cần và đủ ở đây ngày hôm nay thì rất là may mắn là chúng ta có chị Thu Giang là dịch giả của cái cuốn là Phúc Ông Tự Truyện, là một dịch giả của một cái học giả rất lớn của Nhật Bản,
Và bản thân ông Fukuzawa thì được coi là một nhà tư tưởng lỗi lạc trong nhiều mặt. Tất nhiên về sau này Nhật Bản hiện đại hơn sẽ có nhiều nhà tư tưởng khác hơn nữa, nhưng có thể là sẽ hẹn gặp các anh chị ở trong những buổi sau. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được rằng là cái cuộc canh tân minh trị nó trải dài và nó xảy ra rất nhiều biến cố với nhiều nhân vật khác nhau. Trong đó thì hôm nay tạm thời chúng tôi khắc họa một vài nhân vật. Cái câu chuyện này nó cũng không thể được gọi là đầy đủ hay là có thể bao trùm được toàn bộ những cái thứ mà chúng ta muốn nói trong vòng hơn 2 tiếng. Tuy nhiên là cũng hy vọng rằng là các anh chị cũng đã thấy đâu đó những cái phần mà mình quan tâm ở trong cái buổi Midnight Talk của ngày hôm nay. Anh Kình Bình thì có việc xin phép phải ra trước, thì Hà cũng xin được cảm ơn cái sự cảm ơn này từ trái tim của mình. Bây giờ thì cũng hơn 1 giờ ở Nhật Bản rồi, nhưng mà cảm mình Hà cảm thấy chả buồn ngủ một chút nào hết, bởi vì câu chuyện này thực ra nếu mà còn thời gian thì chúng ta có thể nói được rất là nhiều ý nữa. Thì xin được cảm ơn đầu tiên là chị Thu Giang đã có cái phần chuẩn bị rồi có những cái phần nói chuyện rất là hay. Cảm ơn anh Quang đã tham gia rất nhiệt tình và bày tỏ những cái quan điểm nghĩ cũng rất là đáng giá. Và xin được cảm ơn hàng trăm bạn đang theo dõi ở đây cho đến tận giờ phút cuối này, mà cũng khá là muộn trong một chiều gọi là một tối thứ bảy, midnight đấy, đúng midnight rồi đấy ạ. Vâng, thì xin được chúc mọi người sức khỏe và một cái cuối ngày cuối tuần ngày mai mọi sự là tốt lành, còn một cái thời gian tốt cho gia đình. Xin được cảm ơn ban tổ chức lắm ạ. Vâng, thế chúng tôi xin được kết thúc cái buổi nói chuyện của ngày hôm nay ở đây. Thì cảm ơn chị Giang lần nữa nhé. Cảm ơn anh Quang ạ. Vâng. Luân ơi, công cuộc duy tân của Nhật từ lâu đã được các nhà nghiên cứu tìm hiểu nhằm lý giải sự thay đổi ngoạn mục trong tư duy điều hành đất nước, cũng như rút ra những bài học cần thiết cho quốc gia của họ. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất, Minh trị duy tân không chỉ là sự kiện lật đổ chính quyền Mạc phủ, thiết lập chính quyền Minh trị, mà còn là một chuỗi cải cách kéo dài gần 30 năm, là biến đổi sâu sắc chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Nhật. Cuốn sách Nhật Bản duy tân 30 năm của tác giả Đào Duy Tân của Nhật từ lâu đã được các nhà nghiên cứu tìm hiểu nhằm lý giải sự thay đổi ngoạn mục trong tư duy điều hành đất nước, cũng như rút ra những bài học cần thiết cho quốc gia của họ. Phần lớn, các nhà nghiên cứu đều thống nhất, Minh trị Duy Tân không chỉ là sự kiện. Thời đại, triều đại này phủ nhận thời triều đại kia ấy. Đúng không ạ? Của Việt Nam cũng như của Trung Quốc cũng như vậy. Nó giống như là cái Hoàng Thành Thăng Long của nhà mình ấy, mọi người có thể thấy đúng không ạ? Nó chồng xếp lên nhau là bởi vì thời đại sau khi mà người ta xây dựng thì người ta lại phá đi của thời đại trước. Đúng không ạ? Thế nhưng ở Nhật Bản lại khác như vậy. Cứ mỗi một thời đại chỉ cần một gọi là gì ạ? Một triều, một không, cũng không đến một triều đại đâu. Một thời, một thời kỳ một thiên hoàng thôi. Khi họ thoái ngôi và một cái vị thiên hoàng khác lên thì họ đã xây dựng kinh thành ở một địa điểm khác. Tức là họ phải chuyển đi một nơi khác chứ họ không xây dựng lại trên đó. Chính xác là chị Giang. Vâng. Hoặc là vâng, mở rộng đúng không chị? Hoặc là mở rộng ra và làm rất là đẹp lên thôi. Nó tôn tôn gọi là tôn những cái giá trị cũ lên. Nó rất kỳ lạ. Thành di sản ạ. Vâng, rất kỳ lạ dân tộc Nhật là gì ạ? Khi mà họ xây dựng một cái kinh thành ở một địa điểm mới ấy, thì họ lại tái sử dụng tất cả những cái nguyên liệu của cái nơi cũ, họ dọn sạch sẽ thì họ mới đi một nơi mới. Cho nên là cái khảo cổ học của Nhật Bản họ rất là gì ạ, ở mức độ nào đó, ở một cái nghĩa nào đó là họ làm việc khai thác kiểu như khai quật đấy nó dễ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Nó nổi hết rồi. Cái trên thì mình không thể nào mà mình biết cái dưới nó có cái gì. Thế nhưng của họ là lớp nào nó ra lớp đấy, ở chỗ địa điểm nào nó ra. Đấy là thứ nhất ạ. Và thứ hai anh ạ, là gì, thiên hoàng của họ, họ có một cái khái niệm là vạn thế nhất hệ. Tức là bao nhiêu thế hệ thì nó chỉ có một một dòng dõi thôi, một phả hệ thôi. Họ không, họ không cải cách, họ không cách mệnh, không dùng cái khái niệm cách mệnh của Nho giáo của Trung Quốc. Thế cho nên là không có cái chuyện là nhà nhà Trần lên thì cách cách cái mệnh của nhà Lý. Không có chuyện đó. Cách mệnh liên tục. Họ không cách mệnh anh ạ, họ vẫn một, họ là vạn thế nhất hệ. Mà cái khái niệm đó, tức là cái tư tưởng đó họ kéo dài suốt từ thời cổ đại đến thời hiện đại luôn. Dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn cứ giữ cái hệ của cái hệ của nó. Đương nhiên nó không phải là trực trực hệ đâu. Nhiều khi họ cũng không có người nối dõi, họ vẫn phải nhường ngôi lại cho con cháu gì đó, kể cả tướng quân cũng như vậy. Mà thế nhưng mà cái tư tưởng của họ là như vậy, là vạn thế nhất hệ, cho nên nó rất là ổn định, mà nó khác hẳn, nó khác biệt hẳn với lại cái thể chế chính trị ở các cái nước Đông Á khác đấy. Nhất là Trung Quốc với Việt Nam ạ.
nghĩ là cái nước Nhật nó rất là kỳ lạ. Vâng ạ, mà em thấy cái câu chuyện này rất là hay. Xin mời các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn ở lại nghe nói chuyện thêm extra thêm phần này cũng được, về chính thức thì là kết thúc rồi. Cái câu chuyện của chị Giang về Nhật ấy thì Hà cũng có cái dịp tìm hiểu về cái chuyện này, tức là cái văn hóa mà trường tồn ấy của Nhật, cái chữ họ thực sự coi trọng cái sự trường tồn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái họ nhận thấy được cái gì khi mà mình còn mang lại được cái giá trị. Lúc nãy chị Giang nói đến cái từ ikigai ấy, hoặc là cái nếu họ cảm thấy còn cái giá trị cho cái xã hội này, cái gia tộc này nó được coi trọng và những người khác vẫn còn là gọi là ai still, gọi là ai sở hữu, có nghĩa là một người ta vẫn mong muốn là được cái sự tồn tại của cái gia đình này và được yêu mến ấy, thì họ vẫn tiếp tục tồn tại. Thế thì cái lý do ở trong Thiên Hoàng thì đương nhiên là như vậy, là cũng có là nhiều nhánh của Thiên Hoàng, và họ nếu mà hết người ở nhánh một thì họ chuyển ra cái nhánh khác sau. Nó không có cái chuyện là đấu đá, nó xếp lang lớp rất là rõ ràng, và họ ý thức được cái chuyện đó. Trong cái gia tộc mà như là Torea, như là cái chuyện làm bánh cho vua ấy, của họ, thì họ có thêm một cái từ nữa, đó là từ Kaizen ấy. Có nghĩa là họ có thay đổi, những cái thay đổi từng cái triều đại hoặc này kia, nó có một cái sự một số những cái thay đổi khác nhau, nhưng mà nó chỉ làm tiệm cận hơn đối với những cái giá trị đương thời. Nên là đối với người Nhật, người ta bảo là tại sao mà cả 1.000 năm hay có những cái tiệm bán những cái món ăn có thể là hàng trăm năm nó vẫn là những món đấy, nhưng mà thực ra nó không phải giống y như vậy các anh chị ạ. Nó vẫn là có những cái sự cải thiện, có những cái sự tiệm cận về thời đại, có cái sự hiện đại hóa trong đó, và nó cứ tiếp nối như vậy. Thì đây là một cái ý mà rất là tuyệt vời. Chị anh Quang đề cập đến chị Giang của Dung Đêm thì em thấy nó rất là hay, mà có thể là chính là cái có thể chúng ta suy nghĩ để chúng ta làm thế nào mà gọi là mình hay nói là gạn đục khơi trong, nhưng mà không hẳn là như vậy đâu. Mình phải xây dựng nó, những cái giá trị nó thành tấm, thành miếng, và nó thành một cái nó giống như là được lưu lại ấy, bằng cái cách làm việc cụ thể bằng văn bản. Và người Nhật, chị Thư Giang khi mà nghiên cứu Nhật thì chắc là biết cái văn bản của Nhật thì kinh khủng nhiều luôn, họ lưu quá tốt những cái văn bản viết tay. Ví dụ như cái văn bản của Ryoma chẳng hạn, có rất nhiều, mặc dù ông bị ám sát nhưng mà cái văn bản viết tay của ông ấy không có nghĩa là nó bị đốt ngay đi, hoặc là những cái người để nó hủy đi, cái đấy nó mang về cái giá trị của cuộc xã hội, nó vẫn được lưu lại rất là nhiều. Hoặc là những cái triều đại ngày xưa người ta vẫn lưu lại từng cái bức thư tay, hoặc là những cái gọi là người ta rất bên Nhật nó hay có cái nó gọi là si điều cẳng, có nghĩa là viện tư liệu thì nhiều vô kể trong tất cả các tỉnh này kia. Nên là những cái nhà nghiên cứu làm việc ở Nhật rất sung sướng vì quá nhiều tài liệu, chỉ cái là không có thời gian để có thể tìm hiểu hết thôi. Nên cái đó là em cũng thấy rằng là đây là một cái điểm mà có thể là Việt Nam mình văn bản hóa, có nghĩa là cái văn bản hóa và cái lưu giữ của mình. Và anh Quang thấy sao ạ? Mình có chia sẻ một chút, tức là tại sao mình rất coi trọng cái giai tầng quý tộc hay tinh thần quý tộc. Bởi vì cái đấy cá nhân mình cho rằng đó là tinh hoa của quốc gia. Có một cái giai tầng như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái nhà bảo trợ cho văn chương, nghệ thuật, cho các cái phát minh đó. Thì cái điều đấy là điều rất là cần thiết, nhưng mà cái sự đứt gãy của Việt Nam giống như chị Thu Giang chị chia sẻ đấy, là nó cứ liên tục nó cứ phủ cách mạng này, nó cứ phủ định của cách mạng kia đó. Đó là cái khiến chúng ta mất đi. Và cái thứ hai nữa đó là người Việt của chúng ta khá cực đoan, mình chia sẻ khá cực đoan. Chúng ta thường vạch ra một cái ranh giới rất là rõ ràng, rằng là địch ta bên ấy bên mình đó. Và cái điều này cũng chính là cái sự mà không open đó, không open, và nó cũng làm cái hạn chế cái sự phát triển của Việt Nam. Mình sẽ lấy ví dụ ngay ở trong cái thời đại Minh Trị thôi, thì giữa cuộc chiến có thể nói là một sống một còn giữa những cái người chủ trương duy tân, những người chủ trương canh tân và nhà Tokugawa, thì cuối cùng thì cái phe mà duy tân họ chiến thắng. Nhưng cái điều đó thì không dẫn tới một cái việc, đó là cái phe Tokugawa bị tiêu diệt hoàn toàn đó. Bản thân cái ông mạc phủ Tokugawa cuối cùng ông ấy vẫn được Thiên Hoàng ghi nhận, và tất cả những cái công lao của nhà Tokugawa vẫn được Thiên Hoàng ghi nhận. Tiếp tục đó là mình không nhớ rõ lắm, nhưng một ông tướng hải quân của nhà Tokugawa thì sau này lại trở thành ra một trong những quan chức rất là cao cấp ở trong cái bộ máy của chính quyền Minh Trị. Đó. Tức là gì? Sau chiến tranh người ta đã biết khác lạ, cái chia rẽ, cái sự phân định rất vạch ròi địch ta để họ kiến thiết quốc gia. Và cũng xin nói lại một lần nữa, cái điều đó ta cũng nên học của Nhật Bản.
Hòa hợp dân tộc đấy ạ. Vâng. Nhưng có một cái nữa. Vâng 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 ạ. Để đúng đúng là chia sẻ với anh Quang một cái thế này này. Người Nhật ý, nếu mà các anh chị mà ấn tượng của mình về samurai đúng không ạ? Là những người trung thành với chủ đến cùng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thực ra không phải như vậy ạ. Thực ra họ vô cùng là khôn ngoan ạ. Trong một cái trận chiến ạ thì một cái dòng họ võ sĩ bao giờ người ta cũng sẽ chia đôi quân của người ta ra hai bên ạ. Cả địch cả ta. Để gì ạ? Để sau chiến tranh bên nào chiến thắng thì họ vẫn có được chiến công ạ. Bọn samurai là như vậy ạ. Họ rất khôn ngoan ạ. Vâng. Đấy, em cũng chia sẻ thêm thế ạ. Vâng. Với lại vâng. Em cũng nói cái vai trò của quý tộc vô cùng là lớn ạ. Vâng. Và cũng cùng kết hợp với cái câu chuyện của chị Việt Hà ấy, là gì ạ? Cái việc mà ghi chép sử liệu của người Nhật ạ thì nó cũng liên quan đến giới quý tộc, bởi vì giới quý tộc họ để lại rất nhiều tư liệu ạ. Vô cùng nhiều tư liệu, ví dụ như Heian Ibn là cái quý tộc của thời Heian mà họ đã để lại cái bộ dư văn nhé, những cái bộ dư văn đó là cái tư liệu lịch sử vô cùng quan trọng để cái người hiện đại ngày nay người ta có thể hiểu là tổ tiên người ta đã sinh hoạt như thế nào, có những cái lễ nghi ra làm sao, ăn mặc cái gì. Mà nó khủng khiếp của một cái là gì ạ, họ ghi nhật ký lại, họ không phải ghi bằng chữ không đâu mà họ còn vẽ tranh nữa, nó khủng khiếp như thế ạ. Thế cho nên là bây giờ nó trở thành một cái tư liệu rất quý, người ta đọc và người ta có thể thấy có những hình tranh vẽ để người ta có thể phục hồi lại, đúng không ạ, phục dựng lại những cái trang phục hoặc là những cái kiến trúc, những cái tòa nhà, ví dụ như vậy ạ. Vâng, đấy là những tư liệu cũ quý mà bây giờ ví dụ như bên Việt Nam mình mà muốn phục dựng cái điện kính thiên cũng rất là khó, bởi vì nó không có cái gì ghi lại cả, đến cả một cái kiến trúc quan trọng bậc nhất nước Nam như vậy mà cũng không có cái tư liệu gì mà có thể tham khảo. Nên là gì ạ, các nhà sử học khi người ta phục dựng, người ta buộc phải gì ạ, tham khảo các cái trường hợp của Trung Quốc mà bị phê phán, nhưng mà cũng không còn cách nào khác bởi vì không có sử liệu khác. Không có, trong khi ở Nhật cái gì người ta cũng ghi lại, cái gì người ta cũng vẽ lại, cái khả năng hội họa của Nhật ấy ạ, không phải bây giờ manga anime mới có đâu ạ, họ mới phát triển đâu, mà từ cái thời cổ đại như vậy họ đã, cái khả năng hội họa của họ đã rất tốt rồi ạ. Mà đấy là những cái thứ mà nghĩ là nó rất là thú vị khi mà tìm hiểu về nước Nhật ạ. Rất hay chị Giang ơi. Thực ra cái câu chuyện mà liên quan đến lưu trữ của Nhật, rồi vẽ tranh và cái cách trình bày văn bản và những cái phần này, thực ra là lúc nãy có một câu hỏi trên chat thì Hà cũng đã trả lời qua văn bản rồi, là có bạn hỏi là có phải ở Nhật không được học nhiều về liberal arts hoặc là này sáng tạo không? Hoàn toàn không luôn, và chị Giang đã nói luôn là từ ngày xưa rồi. Xin các bạn nên nhớ là người Nhật bình thường, các bạn trẻ con ấy, bình thường là vẽ rất tốt. Và thực sự là mình phải nói thật sự là rất là xấu hổ là người Việt Nam mình có thể là những người vẽ xấu nhất thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không được coi trọng những cái chuyện mà thể hiện những cái cảm xúc và những cái câu chuyện đó bằng văn bản. Nhiều khi mà bạn phải thể hiện nhiều ạ, thì tự nhiên bạn sẽ phải tốt lên. Tức là bạn viết nhiều bạn phải tốt lên, bạn vẽ nhiều bạn phải tốt lên. Thì cái phần những cái sự tinh tế như vậy nó có truyền từ đời này sang đời khác, không phải là do là gen đâu ạ, mà là do cái thực hành, đúng không ạ? Là do từ ngày xưa người ta đã như vậy, và họ đã được tiếp xúc với những cái văn bản rất là tuyệt vời, văn bản tư liệu cổ như chị Thu Giang nói, hay là những cái phần nếu mà các bạn có dịch của sang Nhật thì tốt nhất, có một lời khuyên là các bạn đi xem ví dụ Phú Sĩ hoặc là này kia thì là một phần thôi, hãy đi vào các bảo tàng của Nhật sẽ thấy được cái sự đồ sộ, cái sự trình bày tinh tế các cái chủ đề. Người ta không bao giờ thiếu chủ đề để làm trên cái đất nước Nhật, bởi vì nó quá nhiều những cái tư liệu người ta có lưu giữ lại được hàng nghìn năm. Mình dùng từ hàng nghìn ạ, bởi vì là cả nghìn mấy trăm năm mà thứ nó vẫn rất là tốt, mực nó vẫn rất là đẹp, giấy vẫn rất là đẹp. Và cái này á là một cái niềm mơ ước của nhà sử học mà mình nghĩ là của Việt Nam á, khi mà làm việc như vậy không có gì trong tay để làm cả. Thế thì ok, cái câu chuyện của chúng ta nó còn rất là nhiều, thì Hà xin được kết thúc sharp luôn ạ, ở đây ạ. Và xin được cảm ơn chị Giang, anh Quang, anh Bình chắc chắn là sẽ có những cái buổi nói chuyện trong tương lai về rất là nhiều chủ đề khác nhau, và hy vọng là chúng ta sẽ được quay trở lại với những cái chủ đề mà liên quan như là văn hóa, như là lịch sử, thì chúng ta sẽ được tiếp tục lại nói chuyện với nhau nữa, và có thể là nếu mà may mắn thì Nhật Bản lại tiếp tục được vào list. Và xin được cảm ơn các anh chị, và thế đấy xin được ban tổ chức thì kết thúc hộ. Xin mời là một vài lời chào khán giả của anh Quang với chị Thu Giang được không ạ? Chúng ta sharp ạ. Mời chị Thu Giang.
Vâng ạ, vâng. Mình xin cần mà ơn các anh chị đã gì ạ, đồng hành Recording stopped. Cùng cùng với ban tổ chức cũng như là các diễn giả trong cái buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những cái khán giả đã cùng đồng hành, cùng theo dõi với chúng tôi. Cũng phải nói là 2 tiếng rưỡi rồi. Xin cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn Nguyễn Việt Hà, chị Phạm Thị Thu Giang. Đã có một cái buổi trao đổi rất là cởi mở và rất là open như thế này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Công cuộc di tân của Nhật từ lâu đã được các nhà nghiên cứu tìm hiểu nhằm lý giải sự thay đổi ngoạn mục trong tư duy điều hành đất nước cũng như rút ra những bài học cần thiết cho quốc gia của họ. Phần lớn, các nhà nghiên cứu đều thống nhất Minh Trị Duy Tân không chỉ là sự kiện lật đổ chính quyền Mạc Phủ, thiết lập chính quyền Minh Trị, mà còn là một chuỗi cải cách kéo dài gần 30 năm là biến đổi sâu sắc chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Nhật. Cuốn sách Nhật Bản Duy Tân 30 năm của tác giả Đào Trinh Nhất có thể được xem như một cuốn cẩm nang sử học dành cho những ai muốn tìm hiểu về chính trị, xã hội, đặc biệt là đất nước, con người và văn hóa Nhật. Nhật Bản Duy Tân 30 năm sẽ giúp độc giả trả lời những câu hỏi như sự lột xác thần kỳ của Nhật Bản phải chăng là do may mắn? Nhật Bản đã làm những gì để có những thay đổi ngoạn mục, trở thành biểu tượng cho cả thế giới? Liệu rằng chúng ta có học hỏi được gì từ bài học Duy Tân của Nhật Bản hay không? Nhắc đến cuộc canh tân thời Minh Trị, chắc chắn sẽ không thể nhắc đến Fukuyama Yukichi, một nhà tư tưởng lớn trong công cuộc này. Phúc Âm Tự Truyện là cuốn tự truyện kể về những bước thăng trầm của cuộc đời tác giả, đồng thời tái hiện bối cảnh phức tạp của xã hội Nhật Bản trong thời kỳ chuyển biến dữ dội vào nửa cuối thế kỷ 19. Con đường chông gai của Nhật Bản trong tiếp thu nền văn minh của phương Tây để tăng cường nội lực văn hóa đã và sẽ còn để lại nhiều bài học quý giá cho các quốc gia có những điểm tương đồng, trong đó có Việt Nam. Năm 1875, Fukuyama Yukichi viết cuốn sách Khái lược văn minh luận gần 10 năm sau khi công cuộc Minh Trị Duy Tân bắt đầu ở Nhật Bản. Đó là giai đoạn người Nhật vẫn phải đương đầu với những chống đối trong nước, với nhiều người thuộc phe có tinh thần bảo thủ, muốn duy trì thể chế và nhất là văn hóa truyền thống lâu đời. Nhận thức được những khó khăn đó, Yukichi tin rằng cần phải lý giải rõ hành trình mà nước Nhật phải đi để tạo dựng nền văn minh mới, nền văn minh hiện đại của một quốc gia hiện đại. Xuyên suốt cuốn sách, ông đề cập đến những yếu tố cơ bản của nền văn minh, khai sáng, tự do, công bằng và những điều tốt đẹp cho xã hội. Góp phần không nhỏ vào công cuộc Minh Trị Duy Tân, còn có rất nhiều cá nhân kiệt xuất từ nhiều mặt chính trị, quân sự, các nhà tư tưởng và doanh nghiệp. Trong Duy Tân Thập Kiệt, 10 nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy Tân, tác giả Nguyễn Tiến Lực đã chọn ra 10 nhân vật có công kiệt xuất nhất đối với toàn bộ sự nghiệp Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản, đưa Nhật trở thành quốc gia phú quốc cường binh, một kỳ tích so với các quốc gia quân chủ tại châu Á.